cho em luôn. Trời ơi, thông cảm đi. Em chích có muối 3 vô mà em lãnh quá trời rồi. Em mà chích muối 4 nó không biết cỡ nào nữa rồi nha. Nha. Ai thích cái độ đùi viên ma này inbox em. Đùi, đùi hồng 50.000. Nha. Trời ơi, chết lộ hàng quý vị ơi. Nhận hàng về không đẹp mai mốt lên mạng chửi thẳng. Cái shop con ý vi này bán đồ với cái quần què người ta vậy đó. Xấu quá, đồ này nọ ha. Mà đồ đẹp nhớ lên khen đi mấy má. Đồ đẹp cũng đứng lên hoài à. Khen giùm cái coi. Người ta mua lời khen không ra nữa. Đứng lên hoài à. Gặp ngoài thì cười hốm hốm. Lên mạng thì nó lên nè. Ôi trời. Ê, bữa nay ăn phải ganh trời gì nó sòm sòm. Chứ mấy chế ơi. Bữa nay ăn ganh hùng mình gấu rồi. Bữa nay chứ không phải không. Hôm nay nó bão. Hôm nay em cũng bão theo nha. Có gì nói sai nha. Mai lại gặp mặt tán cái chơi hết để chơi nha. Rồi. Ai thích đùi đen nè, ai thích màu đen nè, inbox em nè. Đùi đen nè, 50.000 một bộ nè cả nhà. Bim ma đùi cho em à, 50.000 một bộ, 65kg quay đầu cho em. Trời ơi, siêu đẹp cho em luôn nha à, quần đùi có túi cho em luôn. Áo có túi nè. Bim ma đùi chất là lụa hàng cho em. Một bộ nhiêu, 50.000. Siêu đẹp, được kiểm tra hàng cho em. Đẹp lấy nha à. Ai muốn mua hàng, hẳn đặt hàng nha. Ai không muốn mua làm ơn dạo chơi thì đừng đặt. Đặt chi bom hàng người ta tội nghiệp. Người ta lại có nhiều đồng mỗi mấy cha mấy má ơi. Bộ có mấy ngàn đồng bạc anh bom hàng được chị. Ai mà ngày nào mà bom hàng con Tâm một cái là biết ngày đó con Tâm nó làm sao không. Ngày đó là con Tâm nó nghỉ ăn nghỉ. Nó nghỉ ăn mà nó chỉ đi ngủ thôi đó. Hỏi sao ngủ, ngủ để đỡ buồn. Rồi ngủ lắm ai mất công lên trí tội nghiệp nhỏ lắm. Mập quá ai chịu nổi nha. Chết mẹ có mũi hay gì ngứa ngứa gì ta. Nhà mũi lắm. Được cái gì cái chứ tiền không có chứ mũi là em nói là như ong vậy đó. Ai thích mua mũi ông bán mũi cho. Trời trời như ong như luôn cả nhà ơi. Ghê quá. Nó cắn không cũng tới xương nữa. Nha. Rồi. Ai thích BMA đùi nè. Em bớt em nha. BMA đùi màu đen nè à. Đùi. Đùi đen cho em 50.000 thôi. Chất siêu đẹp luôn nha. Mặc bao phê bao luôn nha. Đây à, 65kg cho em. Quần đùi có túi hai bên em luôn nha. Đó. Siêu đẹp, siêu đẹp. Một bộ 50.000. Ai thích đùi đen inbox đùi đen cho em 50.000 nha. Đùi đen cho em 50.000. Quá đẹp luôn. Đó. Đùi đen 50.000 cho em. Em còn mấy bộ đùi à. Chất lụa hàn cho em nha. Chất là chất lụa hàn cho em. Rồi. Cái này 60.000 cả nhà. Còn một bộ là 60.000 cho em luôn nè. Đó. Đùi. Đùi xanh nè. Đùi xanh 60.000 cho em. Xanh này xanh dương nè. 60kg qua đầu nha. 60kg qua đầu cho em bộ này nha. Đùi xanh 60.000 một bộ. Chất lụa hàn cho em. Rồi, chắc là nhà em mà rời vô mà không thương là không lấy tiền luôn á. Em bán đồ tại shop nha. Khách nào thấy mình em quen quen nè à. Con Tâm rau cải nè, nhớ chưa à, thấy quen quen vô kiếm nó nha. Đùi nha, đùi xanh cho em. Bim ma nè, chất lụa hàng cho em. Siêu đẹp luôn. 60kg qua đầu cho em nha, em còn có một bộ à. À, chào Hồng Thi nha à, em còn có một bộ thôi nha. 60.000. Siêu đẹp cho em luôn, nghe chưa. Đẹp không? Đùi lập thể anh Tâm đang mặc nha. 35.000 một bộ. 40kg tới 70kg có size cho mình luôn. Ai mua 3 bộ em bán cho mình 100.000 luôn nha. Ghê không? 3 bộ 100.000 mặc sung sướng luôn. Tao nói cái vải nó đẹp nhức răng luôn nha. Nhận về mà không đẹp là đừng bao giờ coi tôi lai hẹn. Đừng bao giờ mua đồ em tôi, ghê chưa. 3 bộ 100 mà mạnh miệng ghê không à. Siêu đẹp luôn. Mặc bao sung sướng luôn. 3 bộ có 100.000 trời ơi. Mặc nó sướng luôn, mặc đi bà tám là mặc đi nhiều chuyện là coi chán thoải mái luôn. Mặc đi vòng vòng xóm chờ chờ mới nên nhỏ mặc bộ đồ thấy cưng quá trời. Hỏi sao tiền nhiêu mấy má ơi. 3 bộ có 100.000 bằng 3 bộ đồ con nít à. Mặc sướng với bà nội luôn mua, đúng không? Suy nghĩ chi. Mặc người ta nói ha, 3 bộ 100 tính ra bộ có 30.000. Ta mặc chừng đâu có 5 tháng là dục được rồi nha. Đừng mặc mấy năm ai bán đồ được nữa. Nhớ nha, có mua 3 bộ 100 về mặc 5 tháng thôi. Đủ 100.000
tâm cái đi mua đồ mới, chứ bán mà mặc lâu quá chứ bán đồ dai nha. Nhớ đồ có đẹp quá thì mình mặc tầm 5 tháng bỏ được rồi, 3 bộ 100 ngày mặc 5 tháng thôi, tháng có nhiêu tiền đâu, tháng có mấy ngày nè nha. Đó, siêu đẹp cho em luôn, đùi lập thể nè, ai thích đùi lập thể inbox em, 100 ngày 3 bộ 3 màu khác nhau nha, có size cho mình từ 40kg tới 70kg vừa luôn nha, ai thích inbox em. Đó, còn cái này đùi viên ma nè cả nhà, đùi viên ma nè, em còn một bộ duy nhất thôi, chất lụa hà cho em, với bạn đẹp xuất sắc luôn nha, bạn đẹp xuất sắc luôn, còn một bộ này duy nhất thôi nha, ai thích inbox em. 60kg quay đầu, ai keo trên 1m6 thì 65kg mặc vừa nha. Còn ai lùng lùng giống em, cái chiều cao nó hơi bị khiêm tốn, 1m53 là chiều cao lý tưởng luôn ở nhà. Trời ơi trời, em năm em kéo em lê hoài mà sao cũng có 1m53 à. Thế thì em thấy mấy người 1m6 ghét dữ lắm, không ghét dữ lắm. Rồi sao, muốn cao hoài cao có được đâu mà không ghét. Ở vậy ta nói, lòng đố kỵ em ra ghét người ta nha. Đó, đây, em còn một bộ duy nhất nè, viêm ma đùi xanh nè, cổ sen cho em luôn nè cả nhà, cổ sen nha, chất là siêu đẹp luôn, chất là lụa hàng không đẹp không lấy tiền luôn, được kiểm tra hàng nha, khách nào gần nhà lại kiếm tâm giùm đi. Đó, lại rờ vải tận tay nè, thử tận mặt luôn, còn khách nào ở xa không được thử đúng không, được kiểm tra hàng cho em, khách giao tới, anh shipper giao tới anh ơi, đợi em 5 phút đi, 2 phút rồi em kiểm tra hàng nhanh lắm, 2 phút nha, mở ra rồi lại đẹp nhịn giùm em tâm. Xấu, anh ơi đi về giùm em đi, xấu quá. Mà làm sao mà xấu được? Đẹp, trời ơi, tao bán đồ tự tin hả? Xấu với bán đồ đẹp lắm cả nhà ơi, mua đi. 3 bộ 100, đùi nè, 60 ngàn một bộ, ai thích kiếm em. À, không thích thì cứ dòm đi, khi nào bị dụ dỗ mua. À, dạ vợ chơi, nhịn anh trái sầu riêng, em mua 4 năm bộ đồ của em, một trái sầu riêng chỉ tới 200 mấy. Nó tới sầu riêng, không đầy thèm sầu riêng quá trời mà. Nó nói nó mắc quá, chưa có ăn được cả nhà ơi. Đó, để dành tiền mua đồ đẹp mà. Đó, để dành tiền mua đồ đẹp mà nghe cả nhà. Đó, sầu riêng nè, một trái sầu riêng 200 mấy, ăn trong vòng 5 phút mất 200 mấy rồi, 200 mấy chục nghìn nha. Mua quá trời đồ luôn, mua tới 5 bộ đồ luôn. Đó, như bộ đồ này 3 bộ 100 nha, mua tới 6 bộ luôn. Mà phè phởn luôn cả nhà, nó đẹp xuất sắc đi, gần nhông. Trời, con này bữa nay nó ngựa nè, gì mà sáng bộ này chiều bộ kia, ai dè đâu, ba bộ có 100 ngàn quý vị, đâu biết đâu, đâu biết tôi mặc đồ rẻ tiền đâu quý vị, thấy đồ tôi mặc đẹp quá mà cưng cu te quá mà hỏi lại nhiêu, 3 bộ 100 trời trời, mặn tâm vậy chứ mặn tâm mặc đồ rẻ tiền lắm nha quý vị. À trời trời, cái bà cái gì, cái bà Hằng này nè, bà đi lên trên mạng bà nhoi chỉ cả mấy năm trời nên ra quý vị, bà nội ơi, học cái gì hay cũng học quý vị. Rí lời sống nội nha, ai thích bộ màu xanh này inbox cho em, đùi xanh nha, 60k nha, thông cảm giùm em đi, nhớ ghi gõ giùm em cái chợ cấp này em mất trí nhớ dữ lắm luôn á. Đó, ghi giùm em nha, đùi 60k, còn đùi lập thể như em đang mặc nha cả nhà, 3 bộ 100, mặc bao sung sướng, bao phu te luôn, trời ơi mặc già lết quá, sáng nó còn chưa biết hư bộ đồ sao nữa, 3 bộ 100 mặc nhiều, mặc 5 tháng dục giùm cái, mua 3 bộ mới nha, đừng mặc lâu quá, ai bán đồ được nha. Hello, chào Nguyễn Ngọc Hiện nha, cả nhà ơi chia sẻ like giùm em muốn miếng nước cắt. Trời trời, con vịt này nó khàn rồi, nó phải bơm nước vô, nó nói sầm sàm được nha. Nói chứ đi bán đồ vậy chứ vui hơn đi bán quần áo này nè quý vị, bán quần áo này có mình đây nè, nói như vậy không ai đối chấp á, nó buồn chết mẹ luôn. Còn đi bán cái kia á, mình nói câu với người ta đá lại câu nó vui. Trời trời, con này buồn lắm luôn, nó thiệt tình, không có ai nói chuyện với tôi buồn lắm. Ví dụ ai xem thấy em chấm chấm gì đi, hỏi sàng hỏi xí gì đi, trả lời vui coi, buồn muốn chết.
Tinder cho em 3 bộ 100. Rồi gấm cả nhà ơi, trời ơi gấm, gấm mặt đẹp quá trời đẹp luôn cả nhà, gấm siêu đẹp cho em luôn. Nhiêu? 1 bộ 100.000 nha, đẹp xuất sắc cho em Tâm luôn, rất siêu đẹp luôn nha, được kiểm tra hàng cho em. Ai thích đùi lập thể em đang mặc nha, 35.000 một bộ, 3 bộ là 100.000 nha, mặc bao sướng luôn đó. Cái vải nó đẹp nè, thấy chưa, mặc lên là bao xinh, có 35.000 một bộ à. Ai mua 3 bộ bán cho 100.000 nha. Rồi gấm nha cả nhà. Giờ mình hồi nào giờ mình cực khổ phải không, mình làm nói mọi người coi ví ví chị là của bà Nguyễn Phương Hằng đó. Trời ơi đúng rồi đó, trời ơi ai kêu bà nói xàm xàm mà nhiều người hâm mộ quá anh chị. Rồi bà nói xàm xàm trên mạng tới mấy năm trời, đâm ra nghe cái từ quý gì thì tình muốn lên mở lên mà nghe cái từ quý gì là nghe thấy ghét rồi nha, ghét chứ lắm mà xong ghét đi nhiễm cái từ quý vị. Trời quý vị ơi, quý vị, quý vị coi mấy em có đẹp không, trời ơi ai gì à, kim cương của em nè, mấy cái ga nè, à này mấy cây nè, công nội ngoại giàu kệ bà chứ quý vị quen thì trời xưa đỏ em chết chồng vậy nè. Tôi không có cuốn sổ đỏ nào, tôi cũng đâu có chết mẹ đâu, nguyên chồng luôn đó. Bởi em ghét con mẹ dữ lắm luôn á, em ghét dữ lắm luôn á. Giờ không nghe con mẹ nghe quý vị, cái bây giờ lụm từ quý vị của mẹ vô nói những quỷ không, ghét người ta mà xài từ của người ta mới điên hết biết. Bây giờ hồi đó nha, ai em không biết ai là thần tượng bả đâu, em không biết chứ em nghe tiếng bả là em thấy mất mệt. Đồ đá bóng đem lên coi đâu rồi, bà ấy bà mới mua. Mặc đi chơi sung sướng luôn, lấy 3 bộ cô Tâm lựa đi,
Rồi ok, mai cô ta mang cho con ba bộ nha. Rồi mua cho thằng lớn không mua cho thằng nhỏ như cha nội. Mua cho thằng lớn không mua cho thằng nhỏ, chắc ngày mai quấn nhau bờm đầu quá. À, nè, ai thích như đồ em đang mặc nè, đùi lập thể nè. Ba bộ mặc 100.000 nha, mặc đi nhiều chuyện được nha, ở nhà ngủ được nha. Buồn buồn đi ra đường nha. Khoác thêm cái quần vô là à, khoác thêm cái quần dài nữa nha. Đó là ai mà lịch sự á. Còn ai buồn buồn tửng tửng như em là đi quần đùi lông nhau ngoài đường bên thơm. Bên thơm bây giờ mình đi ra đường mặc quấy không được chứ đùi, quần đùi là cái gì. 3 bộ 100.000 mặc bao sung sướng nha. 3 màu khác nhau, 40kg tới 70kg có size cho mình luôn. Chất vải là siêu sướng luôn nha. Trời ơi mặc là bao nè, nói chưa. À, ai thích lập thể inbox cho em, lập thể 3 bộ 100. Rồi thông lạnh này cũng 3 bộ 100 luôn nha, mặc ngủ là bao sướng hơn. Thông lạnh này cũng 3 bộ 100 luôn nha. À, thông lạnh này 3 bộ 100 luôn nè, siêu đẹp luôn, trời ơi mặc ngủ là bao sướng luôn, trời ơi mặc ngủ là kiếm thêm đứa nữa được không trời. À, chưa đâu, mặc cái này chưa kiếm được đâu, mặc cái đầu dây nó kiếm được chưa, đứng lên coi đi. Ừ đứng lên, trời ơi trời nè, mặc bao mát luôn. Sao 3 bộ 100.000 thun lặn cho em. Ai thích inbox em thun lặn 3 bộ 100. Còn đùi lập thể 3 bộ 100. Ai thích cái nào inbox em 3 bộ 3 màu nha. 3 bộ 3 màu cho em. À, có 100.000 trời ơi mặc ngủ nó sung sướng luôn á trời. Mát dữ lắm. Thun lặn này mà bao mát luôn nè. Có ren luôn nè. Có nơ luôn nè. À, có dây luôn nè. Dây này là dây thun nha. Dây là dây thun cho em luôn á cả nhà. 3 bộ có 100.000. Trời quá rẻ cho một cuộc tình luôn nha. Ai thích tin báo nghe 3 bộ 100. 3 bộ 100 lập thể, 3 bộ 100 đồ ngủ thun lạnh nè, siêu đẹp luôn, mặc là mát lắm. Trời ơi trời này lạnh hay là nực thì mặc cũng sướng, nói chung ngủ lên mặc cũng đuổi quen rồi. Bữa nào mà trời mưa hả mà ướt hết hả, lúc trước trời mưa ướt hết cũng lâu lắm. À, nhưng mà có cái thời nha hai đứa. Được rồi ông nội ơi. Trời tôi nói thiệt chứ em nói thiệt với chế chứ. Em mê con dữ lắm, mê đẻ dữ lắm. Mà tại vì hả? Mấy bác sĩ thì sợ em đẻ nè. Người biết người này cũng gì nữa. Thế người ta hay mê đẻ vậy, nghe người ta nói quá đẻ đẻ. Đẻ sách lôi dí nhỏ mổ hoài. Giờ muốn nó cũng đâu có được đâu mà muốn. Muốn đẻ dữ lắm. Mà hết đẻ được rồi. À, được có 2 đứa thôi cả nhà. Trời ơi em nha, em đẻ hay lắm cả nhà. Em kiếm một giây kiếm hơi em gái nó gọi kiếm hay lắm. Còn mê con trai là cũng trời mê từ con gái tới giờ luôn á. Nó nghe thấy con trai là em cờ lết lại không á, lết lại không á, tôi luôn hay tìm có bọn cũng lết lại không á, mà cuối cùng sao đẹp con gái luôn, rầu cũng bệnh luôn. Em rầu cũng bệnh cái gì luôn. Rồi nha, ai thích cái nào thì inbox em nha. Được kiếm nữa cả. À, thun lặn 3 bộ 100, lập thể 3 bộ 100 nha. Rồi gấm cả nhà ơi, Bima gấm cho em luôn. Bima gấm cho em luôn cả nhà. Cái này em có 2 size cho mình nha. Từ 40kg, từ 40kg tới 55kg là 1 size. Và từ 55kg tới 65kg là 1 size cho em nha. 100.000 một bộ gấm nhật cho em. Gấm nhà em là siêu đẹp luôn cả nhà. Gấm nhà em là siêu đẹp luôn. Được kiểm tra hàng cho em nha. Vải siêu siêu đẹp luôn. Form quần là bao đẹp cho em luôn nha. 100.000 một bộ bao giá thị trường cho mình luôn á. Bao chất vải luôn. Được kiểm tra hàng cho em nha. Được kiểm tra hàng cho em. À, siêu đẹp luôn. 100.000 một bộ gấm nhật cho em. À, gấm nhật cho em mọi người ơi. Mệt lắm. Livestream đi. Còn nói để ngoài. Ủa buổi tối mà làm gì mà mệt, buổi tối xem live nói sàm sàm như làm gì mệt. Ủa không muốn hay gì mà mệt đúng không, bình thường. Hai nước ăn của em mà mệt nè quý vị. Đây nha. À, cái quần nè, cái hàng cấm nhận này em khoái thế nè. Cái quần của nó may ôm, nó không có giống như hàng mango. Mango là may cái phòng quần nó rộng nha, còn gấm là may phòng nó ôm đẹp lắm nha. Gấm nhật của nhà em là gấm nhật loại 1 nha, chất siêu đẹp cho em luôn.
cho em luôn. Quần dài có thứ hai con em sâu nè, lắp cái tay của em luôn đó cả nhà, chắc siêu đẹp cho em luôn. Vải bên nhà em mà không đẹp không lấy được nha. Được kiểm tra hàng cho em nha, được kiểm tra hàng cho em, chắc đẹp nhận giùm em, chứ không đẹp khỏi nhận nha. Khách nào gần nhà em ra kiếm em luôn đó, từ 11 giờ trưa tới chiều nha. Từ 11 giờ trưa tới chiều cái mặt em có ở nhà. Còn buổi sáng mắc đi rồi, buổi sáng ở nhà buồn lắm, phải đi kiếm người ta mới được. Rất là nhiều màu cho mình chọn luôn nha, rất là nhiều màu cho mình luôn đó. 40 kg, từ 40 kg tới 55 kg là một size, và từ 55 kg tới 65 kg là một size nha. Ai bao nhiêu ký inbox cho em cả nhà, gấm nhật giùm em, gấm nhật cho em, gấm nhật loại một luôn, chất siêu đẹp luôn, lên mà không đẹp không lấy tiền, mặc ra đường là bao tiểu thư, bao mướt mát, bao chảy nước miếng luôn cả nhà ơi. Mà vậy là mặc bao sướng luôn nha. Đó, một bộ 100.000, ai thích lên đơn cho em nha cả nhà ơi. Nè, em có màu hồng nè, em cho mình xem màu nha. Còn ai bao nhiêu ký inbox em cho mình xem màu. Đó, siêu đẹp kem chưa, màu hồng, màu ruốc kìm em, màu này màu ruốc nè, ruốc này ruốc nhạt nè cả nhà, màu hồng, màu ruốc. Cái hồng này là hồng trơn, hồng này là hồng trơn, còn hồng này là hồng Dior nè. Có bán tới mùa không? Không chế ơi, em không có bán tới mùa mà em bán tới Tết biên được không chế? Tới mùa em đâu biết mùa đâu, nhà em đâu có ruộng, đâu biết mùa nào chế. Đó, nhiều khi chế nói là tới mùa này em đâu biết đâu, nhà em khổ lắm, em có ruộng chế em không biết nha. Em bán tới Tết biên thì được, em nghe người ta nói vậy đó nha. Nói chứ đi về chơi cho nội nha. Hồng này là hồng Dior. Đó, khi nào tới Tết biên chạy em ăn Tết với người ta luôn. Rồi đi ăn ké mới được chứ, một năm mình ăn ké ăn Tết gì bèo thấy sợ luôn. Có lần một là còn người ta tới 3-4 cái Tết ăn chỉ mới vui nha. Đi theo người ta luôn để con mua đi đó, để dành mai mốt em lấy tiền em đi ăn Tết luôn. Năm nay em chơi lỡ là đi ăn Tết theo người ta là vui, tham vui cái coi à, nha. Nè, hồng này là hồng Dior nè, còn cái hồng này là hồng trơn nè. Thì nhà thấy không, ai thích hồng nào về hồi tối rồi. Ồ, tính đâu đi luôn đi chứ. Ông mừng đó, ông kiếm được bà khác ai già về rồi. Rồi ông này tới số rồi, bị về nữa rồi, bà về quản nữa rồi. Đây, ai thích hồng thì ơi, bóc em hồng thì o. Em là nhất quyết không ra khỏi nhà, ở nhà để rình đó. Bà liều bà dám đi tới mấy ngày luôn. Rồi, ai thích hồng trên inbox em hồng trên nha. Một bộ 100.000 cả nhà ơi, chất siêu đẹp cho luôn nè nè nè. Thấy không, thấy cái vải nó bóng đẹp không nè, chữ nè, nét chữ nè. Ai thích thì inbox em nha, gấm nhật loại một cho em, vải đẹp xuất sắc luôn á. Không đẹp cam kết là không lấy tiền luôn. Một bộ 100.000, 40 kg tới 55 kg là một size, và từ 55 kg tới 65 kg là một size nha. Chị em nào thích thì mình inbox cho em thôi nha. Một bộ 100.000 là băng tanh gì nữa, trời trời muốn đẹp là phải chi á. Đi ra đường nhiều người hỏi ngộ lắm, trời ơi trời sao nhỏ nó mặc bộ đồ thấy cưng quá à, thấy đẹp quá à. Hỏi sao người ta mua mình không dám mua, không không mà tức cái gì nè, phải mình không có tiền mà không tức, tiền nhóc trong túi mới để làm cái gì đó, mới làm cái gì nó mà biết mèo mà biết khen người ta đẹp quá, quá đẹp quá, mua luôn, muốn cho đẹp cho người ta đi. Tôi nha, lý ra là keo là phải cái bất kỳ là keo mới đúng nè đó, nhưng mà tôi cũng mê cái đẹp, tôi đẹp ai chê tôi mua tôi chịu. Tôi thấy người ta đẹp được không, sao đẹp vậy, tôi cũng tò mò, tôi hỏi thà tôi nhịn ăn một ngày mà tôi làm tôi đẹp giống người ta tôi mới chịu nha. Còn đẻ tôi hả, cù lần là tôi không chịu, ai chê tôi mua tôi chịu, tôi bất kỳ được chứ cái về khoản ngựa là sao mà tôi giống người nam á. Vậy tôi về tôi sống làm người nam là được á, quái đẹp á. Trời, ta đi làm bắt theo đi làm tài xế chị ơi. Ờ trời ơi trời, ghê thiệt, bà này ghê thiệt. Tính đâu, tính đâu mà bỏ ông cái nhà mình lên nhé. Bà này ghê hơn tôi suy nghĩ nữa. Nha, một bộ gấm này có 100.000 này cả nhà ơi, mặc siêu đẹp luôn. Đó, mặc siêu đẹp luôn. Ai có gì mình có đó cả nhà ơi, thấy không? Mình không có xe xua nhiều quá đâu. Sắm bộ hai bộ mặc chơi, chơi thể thao nha. Đó, bây giờ mình cũng dạy ngố với người ta, các em bây giờ cũng dạy ngố lắm.
ai sao sao không? Phải ngựa mới được, phải đẹp mới được. Ra đường chán lắm, mấy ông đàn ông ngộ lắm nha. Ra đường có vợ ở nhà, vợ nhà chở bị ngựa chi tốn tiền, ngựa chi vậy, đồ nhóc trên mua chi vậy, nhóc mua chi vậy, mà ra đường thấy gái đẹp mặc đồ á, trời ơi, nhỏ đi đẹp quá. Bà nội cha ơi, đẹp là người ta phải chi tiền, mấy ông có nội, mấy ông chi tiền cho tôi, mấy ông kêu tôi đẹp bằng người ta. Rồi nha, ai thích màu, màu này là gì? Màu này là màu vàng, màu này màu vàng, vàng đồng nha. Cái này màu 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 vàng đồng không? Hay là em đi học có bị ngu rồi? Cái này màu màu gì quý vị? Nó vàng vàng đồng đồng nhá, cứ cái màu vàng đồng đi nha. Ai thích màu này inbox em. Siêu đẹp luôn. Cái vải là mặc bao cân luôn nha. Không đẹp không lấy tiền luôn á. Form mặc lên là bao sướng luôn, khỏi phải đi sửa. Còn cái thằng mang gồ á, nhiều khi mình cho cái phòng quần của nó hơi rộng. Nhiều chị mà không thích á, chị mà khoái ôm là phải bóp lại cái ống đúng không? Nhưng mà riêng cái thằng gấm này á, là cái phòng quần nó ôm rất là đẹp luôn. Em muốn size cho mình nha, 40kg nha, cái 65kg nha. Ai thích cái việc đi bóp cho em thôi. Mà không đẹp ra kiếm tâm liền à. Rồi, ai thích màu đen, inbox cho em màu đen. Ai thích màu đen, inbox cho em màu đen nha à. Từ 40kg tới 65kg cho em. Rồi, ai thích màu vàng, inbox màu vàng. Một bộ có 100.000 thôi nha. Chất siêu đẹp luôn. Siêu siêu đẹp. Rồi, màu đỏ. Này đỏ đô nha. Ai thích đỏ đô, inbox đỏ đô cho em. Ai thích màu xanh, xanh dương nè, xanh dương đi o nha cả nhà, xanh dương đi o cho em à. Xanh này là xanh dương đi o, xanh dương này là xanh dương chữ nha. Ai thích xanh dương nào inbox em. Xanh dương đi o và xanh dương chữ nha. Một bộ 100.000 cả nhà ơi. Chắc là gấm nhật giùm em. Thử không nhà dạy trời. Thứ không nhà thứ không nhà dạy trọi là gì không hiểu chứ nội. Nha. Rồi ai thích đỏ đôi móc đỏ đôi cho em nha. Rồi ai thích màu xanh dương móc cho em xanh dương nha. Nói gì tôi có hiểu đâu đã... hả? Nói gì đâu có hiểu đâu chừng quyết định. Đây, cái này là màu, cái này là màu vàng, vàng này vàng gì? Vàng bơ hả? À? Màu vàng bơ đi nha. Cái này màu vàng bơ cho em nha. Ai thích màu vàng bơ, mốt vàng bơ cho em. Trời ơi, cái chất siêu đẹp luôn. Cái chất là siêu đẹp luôn. À, siêu đẹp luôn. À, thứ khôn nhà dạy chợ đó. Phải không? Phải không? Mà ghi là thứ không nhà dạy chợ. Phiên dịch đúng không? Không đi học chứ phiên dịch cũng là thầy đó nha cả nhà. Đây, cái màu y chang đang mặc nha cả nhà. Trời ơi, siêu siêu đẹp luôn. 100.000 một bộ nha. Mua đi cả nhà ơi, có 100.000 một bộ. Mặc bao cân luôn. Rồi, màu hồng. Ai thích màu hồng em báo em nè. À, hồng tiểu thư. Cái màu này là ai phải là sung sướng luôn. À, đi vòng vòng đồ tiểu thư đồ này nọ mới dám đẩy thôi. À, còn mình mà mình công chuyện mình đi vòng vòng ha. Cái làm ví dụ giặt giặt đồ ha, là nấu cơm rồi ha, mà bếp củi rồi ha. Quất vô một cái trời ơi trời, con ơi nó sướng gì đâu, mai khỏi giặt luôn. Nha. Rồi, ai mà hồ sạch, ai mà được nhà mà sạch mà không phải bằng công việc giống như chị em mình ha. Mặc màu hồng thì trời, em á, em cũng thương màu hồng động trời lắm mà em không dám mặc á. Tại cái màu hồng nó đẹp quá. Mà mình á, trà lết quá sáng sao mặc được thiệt. Cái thân mình thì trà lết rất sáng dữ lắm. Mà cái bệnh thương màu hồng. Thấy ai mặc vô cũng chảy nước miếng hết
ra mà chưa dám mặc bộ nào màu hồng hết nha cả nhà. À rồi, ai thích màu này in báo em nha, siêu đẹp luôn. Rồi vàng Dior giùm em, vàng Dior giùm em, gấm Nhật y chang đang mặc luôn nè cả nhà, gấm Nhật y chang em Tâm đang mặc luôn, một bộ 100.000, trời ơi chất siêu siêu đẹp cho em luôn nha. Chị sẽ like giùm em cả nhà ơi, chất siêu siêu đẹp luôn, một bộ 100.000, chất không đẹp khỏi lấy tiền nha, một bộ 100.000 siêu cute mà siêu đẹp cho em luôn. Đó em nhận được to rồi chế, đẹp lắm nhưng chắc hơi rộng chút. Cảm ơn em nha em ơi. Cái đồ lụa với cái đồ mango á là mình phải mặc hơi rộng một chút, cái đằng này nó không có độ giãn. Nếu như mà mình, ủa từ từ đã, hồi chiều nó mới thông báo cho chị là em chưa nhận mà, vậy em mới nhận lúc 5 giờ chiều à? À còn cái đồ, ba cái đồ này à, mango nè, lụa hàn nè, hay là gấm nè cả nhà, mình ai mặc rồi biết rồi đúng không, mình mặc đó mà nếu như mà nó ôm như cái đằng thun á là không có được, ôm thun ngồi xuống kẹt liền, phải rộng rộng một chút. Như bản thân em mặc cũng vậy, thí dụ như em à, 55kg là em sẽ lấy lên size 60kg, mặc cho sung sướng vậy nè, co vô giãn hơi sung sướng, nó đâu có độ giãn đâu cả nhà. Ba cái thằng này nó đẹp lắm nhưng mà nó không có cái độ giãn nên mà phải mặc rộng rộng. Chứ ba cái thằng này mình mà mặc vô mà vừa nghiến người mình luôn, nó ngồi xuống một cái là cuộc đời tàn luôn nha, đứt chỉ bạc bạc liền luôn á nha. À, nên là ba cái thằng lụa hàn với mango với gấm đồ này kia, bây giờ ra cái mốt này mình đi tới đâu mình cũng thấy người ta mặc rộng rộng hết trơn, nó mới đẹp. Mặc mặc ôm quá là rồi, hiểu luôn nha quý vị. Quý vị cứ đứng đi, quý vị đừng có ngồi giùm em. À, em nhận 1 giờ mấy lần? Ồ vậy hả? Vậy mà chị mới nhận thông báo hay là như báo thông báo vậy ta? Nó thông báo với chị lúc 2 giờ mà ta, là khách hẹn nhận lại mà. Mấy thằng này nó báo trên lên này, có nhận được là mừng đi. À, có nhận được là mừng rồi. Trời ơi, khách nhận hàng được là mừng nha, mà khách khen lại càng mừng hơn nữa. À, bởi vậy mình mua đồ á, mình mua đồ ở xa mình mua đồ đừng có lăn tăn, em Tâm cho kiểm hàng nha. Còn khách nào ở gần lại shop kiếm Mạnh Tâm liền. Còn khách nào mà trên đường em đi bán ngang á, mua đi em đi giao đồ cho, không đẹp khỏi lấy. Trời ơi Tâm ơi, đẹp lấy xấu thôi nha. Ừ chịu hết á. Trời ơi mặt này được cái nha, em không phải nói chứ, đàn bà mua đồ em còn khó nha, đàn ông mà đặt đồ em một cái đi em còn thủ cho dễ hơn nữa. Em mắc mắc định dạy trai mới về tới miền Nam nha, em là gái Bắc mà em mê trai Nam mới về tới miền Nam hết cả nhà. À, chứ em mà không dạy trai đâu về tới miền Nam kia đâu nha. Ai thích gấm inbox em nè, gấm này thị trường là không có bán 100.000 đâu cả nhà, chất siêu đẹp cho em luôn. À, chất siêu đẹp cho em luôn, mua đồ là mình được kiểm tra hàng, mặc bao sướng bao đẹp cho em luôn, nhiều màu cho mình chọn nha, có 100.000 một bộ thôi, form là em bao ok luôn. Những cái chị nào mà mình không thích rộng á, những cái chị nào mà mình không thích rộng của như hàng của mango á thì mình nên mặc đồ gấm này, tại đồ gấm này form đẹp. Mê cái kia kìa kha kha, bà cố nội ơi, cái kia thằng nào mà không có, nhưng mà trai anh em nó khác, trai bắc nó khác, bà cố nội ơi. À, vô nói vậy á, nói vậy mà nghe được á, đụng ngay đúng chúng tim đen của tôi à. Hello hello, chào Hằng Nguyễn nha. À, mê má mê trai có đầu thai mới hết. Ê mê trai là quy luật tự nhiên nha. À, không cho kiểm tra ai dám mua hại chị, lỡ gửi nói dễ sao kha kha. Trời ơi, à, có nhiều nơi á mình mua đồ cũng đâu có cho kiểm tra hàng đâu em. Mà đúng rồi, chị mua hàng không em, chị kiểm tra hàng hồi đó chị chưa bán hàng luôn, không có kiểm tra hàng, tôi cũng không mua đó. Thấy lên TV không, lên ba cái chương trình mà cái bà gì đó mà người Bắc á, cái người dân tộc cái gì á, trời không cho kiểm tra hàng nha. Thế bà đó, thế cái gì bên trong mà mua kiểm tra hàng, lúc mở ra đặt một bộ đồ
nó đưa ba cái giải đáp cho chồng nó bắt giao với dưới thằng super cũng sặc sặc máu luôn. Ồ, chương trình nó khó quá, bỏ qua đi. Chương trình nó khó quá, bỏ qua đi. Hồi đó mình cũng từng một thời qua hàng trên mạng, mình biết rồi. Sốt nào cho dịnh cha hàng mua. Nói ngay đi, ai cũng vậy thôi, tâm lý nha. Bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình đi mua hàng trên shop, mình cũng mua hàng trên line nè. Mình đâu biết người ta ở đâu, mình đâu biết người ta bán hàng như thế nào. Không, mình cũng thấy đẹp đẹp, mình cũng thấy khoái khoái. Nhưng đôi khi vậy nè, trên line người ta like một đàn, người ta gửi cho mình có bạn hàng giống như người ta bán không? Trong đầu rất là nhiều suy nghĩ nên mình chỉ mua một bộ thôi. Đó là điều quy luật tự nhiên, tâm lý ai cũng suy nghĩ như vậy hết. Mình mua thử một bộ chất lượng ok, mua lần hai, mua cho cả mô về bán, mua cho cả mô xấu quắc về mặt không được. Đó, không nhận hàng thì kỳ, mà nhận hàng thì mặt không được. Đó, khổ lắm, ông chơi, mua một bộ thôi, đẹp quay lại mua nữa, không đẹp thôi mấy má ơi, biến giùm con cái, đúng không? Ai cũng vậy thôi. Đó, khách lại sốt, các bạn ơi, khách gần nhà lại sốt lửa thì nó dễ thương lắm nè. Được thử, được mặc, được ok. Còn khách nào ở xa thì được cái thử đâu, được dòm vải móng, được dòm nó biết đường nào mò mấy má ơi. À, mà vậy á, nói chơi cho vui thôi. Bữa rủ em mua hai bộ chơi cho vui thôi, chắc gì em đã mua đúng không? Ai cũng vậy, tâm lý mà. Bản thân chị cũng vậy, bản thân em cũng vậy, 1000 người thảy vô cũng như vậy thôi, không có ai khác ai đâu. À, ai cũng phải có suy nghĩ đó chứ, tiền làm mệt chết mẹ luôn, mua đồ về mặt không được, mua làm gì đúng không? Ai cũng vậy, nói chơi cho vui vậy thôi chứ. À, trời, mua phải đẹp cái mặt được nha. Rồi, ai khoái lắm nhật kiếm em. À, Nguyễn Thị Thúy, chào Nguyễn Thị Thúy nha. Ê, đồ chật hết rồi, mua đầu này về nè, mặc vô nè. Không thấy tiểu thư mới cho đẻ nữa nè, ham hố lắm. À, mua đồ này vô đi, bộ 100 ngàn. Rủ người ta mua đồ mà chửi người ta kìa cả nhà ơi. Sống nổi không? Mai có chửi em đục nước luôn á. À, nha, nó chơi chứ. Gấm nhật nè cả nhà ơi, ai đến gấp nhật inbox em nha, một bộ 100 ngàn nha. Chất siêu siêu đẹp cho em luôn, vải đẹp dữ lắm, vải bên nhà em là bao đẹp luôn nha. Được kiểm tra hàng cho em, khách nào ở gần shop thì mình lại mình kiếm em nha, còn khách nào ở xa thì mình cứ yên tâm nha. Mấy anh ship hàng giao hàng cho mình cứ được kiểm tra hàng cho em, đẹp thì mình nhận, xấu mình phải nhận nha. Bên hàng em là bao chất lượng cho mình luôn, một bộ 100 ngàn trong tỉnh Sóc Trăng á. Ai xong trong tỉnh Sóc Trăng á thì mình chịu giùm em là 20 ngàn tiền ship, còn ngoài tỉnh thì mình đồng giá cho em là 30 ngàn nha. À, mình muốn mua bao nhiêu thì mình mua, 30 ngàn đồng ship cho em thôi. À, rồi ai thích gấm kiếm gấm cho em, 100 ngàn một bộ gấm nhà cho em luôn, siêu siêu đẹp luôn, đẹp xuất sắc con bà bảy luôn nha. Rồi em lên bên mai cho mình nha. Gấm nhật nhà em là bao đẹp luôn nha, gấm nhật nhà em là bao đẹp, bao chất cho mình luôn. À, được kiểm tra hàng cho em, đường may chỉ là cực kỳ ok, cực kỳ chất lượng cho mình luôn, một bộ 100 ngàn. Thường ngày là em lên màu đỏ, màu vàng, màu nổi đúng không? Hôm nay em lên màu chìm luôn nè, cả nhà em chơi sóc chưa? Đây, à, cái này là ren nhung giùm em nha, ren nhung giùm em, thun AT nha cả nhà, thun AT cho em ren nhung luôn, thiết kế có may dặn cho mình nè, cái này gọi là may biển phải không ta? Em thì không rành về bên may nữa, em thấy sao em nói vậy thôi, thiết kế cho mình nè. Bắt nè, thấy không, tạo kiểu nè. Đó, ghê chưa? Điểm nhấn nhẹ nhàng luôn. Có một cái hộp xoàn ở kim cương ở đây luôn, gọi là ngọc trai nha. Ngọc trai này hơi bị rẻ tiền chút nha. Gắn lên chỉ có 70 ngàn thôi nha cả nhà. Chứ ngọc trai mắc tiền gắn lên gắn không nổi nha. Em chỉ gắn ngọc trai rẻ tiền thôi nha. Em khả năng của em là chỉ có ngọc trai rẻ tiền thôi. Nên á, ai mà mình muốn mua ngọc trai mà mình chưa có điều kiện mà mua ngọc trai á, mình về đổi chung với em đi ha. Chị em mình xài chung ngọc trai thường nha. Khi nào mình trúng số đồ hay là mình ông trời rơi xuống cho mình mấy viên ngọc trai thiệt thì mình đẩy luôn nha. Đấy, còn ai mà chưa có khả năng thì về đồ của em xài ngọc trai thường giống em nè. Đây, một bộ 70 ngàn nha cả nhà ơi, chất siêu đẹp cho em luôn, thông AT, quần là quần dài cho em nha, quần là quần dài cho em tâm luôn. Đó, siêu đẹp luôn, rất là nhiều màu cho mình chọn. Hoa bên nhà em thì đừng nói tới,
một vườn hoa di động nó chừng đâu có 100 màu à? Đó. Chừng đâu có 100 màu cả nhà bà ơi. Nó nhiều màu quá em cũng mệt với nó nữa, tại vì á nó quá trời nhiều màu, nó không có trùng màu với nhau, nhiều khi cũng hại não lắm. Nhiều khi mừng vì được nhiều màu mà nhiều khi hại não vì là không trùng màu. Bộ này có nhiều khách thích bộ này số 3 hoặc là số 4, mà thực sự em chỉ có số 2 hoặc là số 1 vậy thôi. Đó, nó khổ vậy đó nha. Một bộ thun ati thiết kế giùm em, tay ren nhung luôn, tay ren nhung giùm em luôn nha, mà chỉ có 70.000 thôi. Chắc là thun ati giùm em là form là bao đẹp cho mình luôn. Được kiểm tra hàng cho em, khách nào gần nhà lại kiếm em cho nhanh cho gọn nha, còn khách nào ở xa mình được kiểm tra hàng cho em. Một bộ, một bộ cho em là chỉ có 70.000 thôi nha. Thiết kế giùm em luôn là tay ren nhung nha, tay ren nhung cho em luôn, một bộ 70.000. Em nè, em 58kg em mặc size số 3 nha, 58kg em mặc size số 3 cho em. Có bán tới mùa không Kha Kha? Trời ơi, đã nói rồi, người ta không có biết tới mùa là cái gì hết trơn. Ví dụ Tâm ơi, Tết Tết ta, Tết Tây, Tết Tết Khô Me là Tết gì nói bả tiếng đi. Mùa cái gì, ta có ruộng có đất đâu mà biết mùa, ai biết mùa nào. Chọc que hoài à, bực bội à. Hồi nãy một người hỏi rồi, có bán tới mùa không? Đó là người ta không biết. Rồi nó có công đất đi người ta cũng biết nữa. Công đất trong chim còn có nó cái mùa. Đừng vậy nha, lần này đó nha. Lần sau chảnh nè. Lại chung số mùa chục công cho có gì lấy chảnh như người ta đang hỏi cái mùa. Nghe không? Nó chơi với nè. Đó, siêu đẹp cho em nha cả nhà ơi. Trời ơi. Cái gì? Mỡ đó, mỡ vô gẹo đó. Gẹo vậy đó. Gẹo vậy đó bực bội. Chửi xuống được. Nha. Nè, siêu đẹp trên luôn, cái form quần là em bao ok cho mình luôn nha. Bao xuất sắc luôn trời ơi. Đó, mặc là thoải mái luôn. Em 58kg mặc số 3 nha. Hàng em có size 2, size 3, size 4 và size 5 nha. 2, 3, 4 và 5. Từ 40kg, từ 40kg tới 70kg em có size cho mình nha cả nhà. Ai thích thì mình kiếm em thôi. Một bộ 70.000 thông AT cho em. Có ren nha. Tay là có ren cho em. Siêu đẹp luôn. Ren là ren nhung nha, thiết kế cho em luôn nè. Đó, cố gắng cái hộp chai nhẹ nhàng thôi. Hộp chai này trị giá rẻ tiền lắm, 70.000 nè. Còn đồ chai kia mắc tiền khó quá bỏ qua. Em bán đồ 70 thôi nha. Ai thích đồ rẻ tiền 70.000 mà chất lượng đẹp thì về đội của em Tâm. Còn em Tâm không có bán đồ mắc tiền nha. Em Tâm chỉ bán đồ 70.000, 100.000 thôi. Đó, ai thích bình dân kiếm Tâm có Tâm liền. Mà chất giá tiền bình dân mà chất thì quá ok luôn. Chất thì giá tiền thì bình dân mà chất ok luôn. Nhìn dễ thương quá ta. Trời ơi, giờ mới hay là xưa rồi. Đó, chồng con nó nhìn ra tài năng tiềm ẩn của con. Nó hốt con từ Bình Dương về đây đó mà. Nó hốt con cái một về tới đây luôn. Quánh nhau mà bụp 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 luôn mà không bỏ nhau được. Trời ơi, cái khả năng tiềm ẩn, khả năng tiềm ẩn nha cả nhà, siêu siêu đẹp kem luôn, siêu siêu đẹp kem luôn nha. Anh cho mình xem màu nha. Đúng nè, em cho mình xem màu bên nhà em nha cả nhà. Rất là nhiều bông cho mình chọn luôn. Nó không có bị trùng bông, nó không có bị trùng màu. Nên á, chị em nào mình bao nhiêu ký mình vui lòng mình cho em số ký, rồi em mới lấy màu cho mình lựa cho. Chứ mình đừng có là, ví dụ em Tâm dơ màu này lên mình khoái màu này. Tâm ơi, cho chị bộ này mà 50kg em không có nha. Nha. Người đẹp thêm bộ đồ đẹp, ai chịu nổi chị ơi. Trời ơi, cảm ơn em nhiều nha. Ta nói á, được người ta cho 10.000 hay là 100.000 xong ngộ không có khóa mà bằng một lời khen nó đọc vậy đó, hay là Tâm khờ Tâm sao thì Tâm không biết nha, nhưng mà ai khen Tâm không biết thật lòng hay giả dối mà Tâm khoái dữ lắm. Khoái cười nè, khoái cười tít mắt nha. Đây, chất siêu đẹp cho em luôn cả nhà. Đó, siêu đẹp cho em luôn.
tay là ren nhung cho em luôn nha. Tay là ren nhung luôn nè, em gắn ren nhung cho mình luôn đó cả nhà. Mà một bộ chỉ có 70 ngàn thôi. Thiết kế cho mình luôn nè, có gắn ngọc trai cho mình luôn nha. Đấy chưa, nó gắn ngọc trai cho mình luôn. 70 ngàn em gắn ngọc trai cho mình luôn nè. Còn gì bằng nữa thấy không? Đó, bảng màu bên nhà em rất là đa dạng. Cho nên á, chị em mình bao nhiêu ký mình vui lòng, mình vui lòng cho em biết số ký, em mới cho mình chọn màu nha. Chứ mình đừng có chọn màu này, hoặc là đừng có tâm ơi chị thích màu này nè, thế là chị số 3 đi không. Em không có, em rất là muốn bán nhưng mà em không có để em bán nha. À, tại vì nó gửi về mỗi size, mỗi màu, mỗi bông khác nhau nha cả nhà. Nên mình bao nhiêu ký thì mình chịu khó giùm em, là mình inbox cho em, Tâm ơi chị 50 ký, cao 1 mét bao nhiêu vậy đó. Em sẽ lấy size cho mình vừa nha. Một bộ chỉ có 70 ngàn thôi. Thiết kế rất là đẹp cho mình luôn nè. Thiết kế là tay ren nhung cho em luôn nha. Áo thiết kế có kiểu cho mình luôn. Gắn thêm một cái bò hạt ngọc trai nho nhỏ thôi. Mà nguyên bộ đồ của em chỉ giá chỉ có 70 ngàn thôi. Quá rẻ cho một cuộc tình đúng không? Mà chất lượng bên nhà em thì gọi là bằng một tô phở bò mà hạng sang luôn. Nó chứ không phải là một tô hủ tiếu nho nhỏ đâu nha cả nhà. À, giá thì là chỉ một tô hủ tiếu thôi. Nhưng mà chất lượng là một tô phở bò nha. À, em bao chất lượng cho cả nhà luôn. Không đẹp, không chất, không lấy tiền ha. Đây, một bộ 70 ngàn. Thiết kế ren nhung cho em luôn. Có kiểu cho mình luôn nha. Thun chất AT siêu đẹp cho em luôn. Đây, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. À, màu này nè. Màu này là từ 65kg tới 70kg cho em nè. Đây, siêu đẹp chưa. À, size số 5 nè. Từ 65kg 65kg tới 70kg cho em nè. Siêu đẹp luôn đó cả nhà. Chất nhà em mà không đẹp là em không lấy tiền cả nhà mình luôn á. Một bộ 70 ngàn cả nhà ơi. Thun AT cho em. Có ren em nha. Chất siêu đẹp luôn. Ren là ren nhung cho mình luôn. Thiết kế cho em luôn. Bông màu là đa dạng cho em luôn nha. À, bông màu là đa dạng cho em luôn. Một bộ 70 ngàn em bao giá cho mình luôn. À, mình mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng cho em nha. Mình mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng cho em. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn nha. Đây, màu hồng nè cả nhà. 65-70kg mặc vừa cho em nè. Ren nhung nè cả nhà, thấy ren nhung của em không? Siêu đẹp không? Thiết kế nè. Đó. Đó, có kiểu cho mình luôn. Có gắn ngọc trai cho mình luôn nha. Một bộ chỉ có 70 ngàn thôi. Ai thích inbox em. Chất siêu đẹp luôn. Thun nhà em là siêu đẹp luôn nha. 70 ngàn một bộ thun cho em. Vải đẹp xuất sắc có mà vải luôn.
được kiểm tra hàng cho em. Sao em đang like cho mình để mình xem, anh xem màu nè. Là từ 65kg tới 70kg vừa cho em mấy bạn nha. 65kg tới 70kg vừa cho em luôn.
siêu đẹp luôn nha. Về cái chất lượng thì em bao chất cho mình nha. Về cái chất lượng thì em bao chất cho mình. Vải siêu đẹp cho em luôn, tay em thiết kế luôn. Có 70 ngàn một bộ thôi. Mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Đây, size này là từ 40kg tới 47kg mặc đẹp cho em nha. 40kg tới 47kg mặc đẹp cho em. Ai cao 1m6 là 50kg nha. Ai cao 1m6 là 50kg cho em luôn. 40kg tới 50kg mặc đẹp cho em luôn nè cả nhà. Thiết kế là ren nhung cho em nha. Thiết kế là ren nhung cho em luôn. Siêu đẹp chưa? Siêu đẹp luôn. Mặc bao cưng nha cả nhà. Mặc bao cưng cho em luôn. Đây, ai thích màu này inbox em mã màu. Cái này là từ 40kg tới 50kg bằng đẹp cho em nha. Quần dài có túi hai bên nha. Quần dài có túi hai bên cho em. Thiết kế nè, thiết kế gắn ngọc trai cho mình luôn nha. Ngọc trai 70 ngàn. Nói nghe mắc cỡ quá. Rồi, đây, cái này là ren nhung cho em chứ không phải ren thường nha. Một bộ 70 ngàn cả nhà ơi. Chất đẹp xuất sắc, được kiểm tra hàng cho em nha. Chất đẹp xuất sắc, được kiểm tra hàng cho em. Một bộ 70 ngàn. Ai thích màu này inbox em mã màu. Ai thích màu này inbox em mã màu nha. 40kg tới 50kg mặc vừa mặc đẹp luôn nha chị nha. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 2.
40kg tới 50kg mặc vừa cho em. 70.000 một bộ, tay ren nhung thiết kế là có 70.000 một bộ thôi. Đó, mã 2. Ai thích màu này inbox em mã 2. Mã 2 nha. Ai thích màu này inbox em mã 2. Rồi, lá. Ai thích màu lá inbox em màu lá nè. Mã 3, tay ren nhung, kiểu này nha. Đó, kiểu cho em nè, có gắn ngọc trai nè, kiểu nè. Thấy chưa? Siêu đẹp cho em luôn. Một bộ có 70.000 thôi. Chất siêu đẹp cho em luôn, thun AT bao đẹp. Em bao đẹp cho mình luôn. Một bộ 70.000. Ráp ren nhung cho mình luôn nha. 70.000 một bộ cho em. Quần dài nha. Quần dài có túi cho em. Quần dài có túi cho em, 70.000 một bộ. Ai thích màu này inbox em mã 3. Hello, chào Nguyễn Thị Lệ Tú nha. Chào Nguyễn, chào bé Nhi Nhi nha. Rồi, ai thích màu này inbox em mã 3 nha. Mã 3 giùm em, 40kg tới 50kg mặc vừa. Hello, chào Nguyễn Diễm nha. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, xem like, chia sẻ like giùm em nha. 40kg tới 50kg mặc vừa cho em. Rồi, ai thích hoa nhí inbox cho em nè. Rồi mã này là mã 4 nha. Mã này là mã 4 cho em. Tay ráp ren nhung cho mình luôn nè cả nhà. Ráp ren nhung cho em luôn nha. Thiết kế nè. Đó, có kiểu luôn nè, có gắn ngọc trai cho mình luôn nè. Một bộ cho em là 70.000. Đó, quần dài có túi form là bao đẹp cho em. Ý cho em Tâm đang mặc luôn. Form quần là bao ôm luôn nha. Mặc đồ là ôm đẹp dữ lắm nha. Siêu đẹp siêu chất cho em luôn. Tay ráp ren nhung y cho em Tâm đang mặc luôn. Một bộ 70.000. Rồi, ai thích hoa nhí này inbox cho em mã 4. Ai thích hoa nhí này inbox em mã 4 nha. 40kg tới 50kg mặc vừa cho em. Chất là AT. Thông AT cho em. Thông AT cho em nha. Đó, 70.000 một bộ. Ai thích hoa nhí inbox cho em mã 4. Mã 4 cho em luôn. Một bộ 70.000. Quá rẻ mà đẹp nữa. Nhận hàng mà không ưng bụng là em không lấy tiền ở nhà mình luôn á. Sau này khỏi quay lại shop em mua đồ lần 2. Mà nhận hàng á, mà đẹp á, thì mình nhớ quay lại ủng hộ em. Rồi mình chia sẻ like cho người thân bạn bè của mình giùm em nha. Đó, cho em xin một nút chia sẻ like làm cảm ơn rồi. Rồi, ai thích màu hoa như thế này inbox cho em mã 4. Ai thích hoa nhí inbox em mã 4 nha. Hoa nhí này em có 2 bộ. Hoa nhí cả nhà ơi, hoa nhí 70.000 một bộ cho em. Tay ren nhung nha. Rồi, quá đẹp luôn nè cả nhà ơi. Đó, tay ren nhung giùm em. Mẫu này khác nè. Thiết kế bèo 2 lớp cho em luôn. Thiết kế bèo 2 lớp cho em luôn. Ai thích màu này inbox em mã 5. Ai thích màu này inbox em mã 5. Trời ơi, lên là bao sang luôn. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng thương hết. Lên là bao sang, bao đẹp luôn nha. Rồi, ai thích màu này inbox em mã 5. Một bộ 70.000. Thiết kế cho em luôn. Mà ráp ren nhung như mình luôn. Một bộ 70.000. 40kg tới 50kg mặc vừa cho em mẫu này nha. 40kg tới 50kg mặc vừa cho em. Ai bao nhiêu ký thì mình inbox em cho mình xem màu nha. Chất siêu đẹp luôn. Được kiểm tra hàng cho em. Một bộ 70.000. Tay ren nhung luôn. Vải đẹp xuất sắc cho em luôn. Không đẹp không chất không lấy tiền nha. Không đẹp không chất không lấy tiền. Rồi mã 5. Ai thích màu này inbox em mã 5. Một bộ 70.000 cho em. Rồi, ai thích hoa vàng, inbox cho em mã 6. Ai thích hoa vàng này, inbox em mã 6. Mã 6 cho em nha. Hoa vàng mã 6. 40kg tới 50kg mặc đẹp cho em. 40kg tới 50kg mặc đẹp cho em nha. Chất siêu đẹp luôn. Được kiểm tra hàng cho em nha.
Trong tỉnh Sóc Trăng thì là 20.000 tiền ship, ngoài tỉnh thì là 30 ship dùm em nha. Ngoài tỉnh thì đồng giá cho em là 30.000. Form là em bao chất cho mình luôn, form dáng là bao đẹp, chất vải em cũng bao cho mình luôn. Rồi, ai thích màu này em bóc em mã 6. Ai thích màu này em bóc dùm em là mã 6 nha. Mã 6 dùm em. Một bộ 70.000. Mua thử bộ đi cả nhà. Mình mua thử bộ đi. Mặc đẹp mai mốt mình mua nữa. Ở khách nào gần shop em thì mình cứ lại shop em lựa thoải mái nha. Rồi, hoa nhí đó nè cả nhà ơi. Ai thích hoa nhí tím thì bóc em. Hoa nhí tím thì bóc em. Mã 7. Mã 7 nha. Hoa nhí tím mã 7 dùm em. Siêu đẹp luôn nha. Hoa nhí tím mã 7 dùm em. Một bộ. Một bộ là 70.000. 40kg tới 50kg mặc vừa cho em nha. 40kg tới 50kg mặc vừa luôn. Quá đẹp luôn. 40kg tới 50kg mặc vừa cho em. Một bộ 70.000. Chất siêu đẹp. Được kiểm tra hàng cho em nha. Em có đủ size cho mình luôn cả nhà ơi. Từ 40kg. Từ 40kg tới 70kg luôn nha. Rồi, ai thích màu này inbox em mã 7. Ai thích màu này inbox em mã 7. Rồi, màu này mã 8 nha. Màu này mã 8 cho em. Mã 8. Ai thích màu này inbox em mã 8. Quá đẹp luôn. Mã 8 cho em nha. Ai thích màu này inbox em mã 8. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn nè. Siêu đẹp cho em luôn. Mã 8. Một bộ 70.000. Một bộ 70.000 cho em nha. Mã 8. Quá đẹp luôn. Tay là tay ren nhung nha cả nhà. Tay là tay ren nhung nha. Mã 8 cho em. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 9. Ai thích màu này inbox cho em mã 9. Thiết kế nè, bèo hai lớp. Quần dài cho em 40kg tới 50kg mặc vừa. Có túi hai bên cho em nha. Có túi hai bên cho em luôn. Một bộ 70.000 nha. Một bộ 70.000. Tay thiết kế ren nhung cho mình luôn. 70.000 một bộ. Chất siêu đẹp luôn. Mã 9. Ai thích màu này báo em mã 9. Rồi, mẫu này thiết kế bo ngực nha. Mẫu này thiết kế bo ngực cho em. Ai thích màu này inbox em mã 10. Ai thích màu này inbox em mã 10 nha. Chất nhà em là siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nha cả nhà. Siêu đẹp luôn. Được kiểm tra hàng cho em nha. Được kiểm tra hàng cho em. Quá đẹp luôn nè. Không. Ai thích màu nào mình inbox em nha. Ai bao nhiêu ký mình cứ việc inbox cho em cho mình xem màu nha. Thiết kế ren nhung luôn. Một bộ 70.000 thôi. Chắc là em bao đẹp cho mình luôn. Rồi, ai thích màu này inbox em mã 10 nha. Mã 10. Một bộ 70.000 cho em. Ôi, 8:30 rồi. Nhanh quá. Được nha. Em lên thông cho cả mình nhà mình cả nhà ơi. Ai thích màu nào thì mình inbox em nha.
em lên thông cho mình nha. Trời ơi, em lên thông cho mình đang nữa em xuống lên. Lên xong cái lô thông này em xuống lên. Ai bao nhiêu phiếu mình cứ việc inbox cho em. Em cho mình chọn màu nha. Chất siêu đẹp luôn. Được kiểm tra hàng luôn. Đó. Được kiểm tra hàng cho em. Trong tỉnh Sóc Trăng đồng giá 20.000 tiền ship. Ngoài tỉnh là 30.000 nha. Đó. Tay ren thiết kế luôn. Ren là ren nhung cho em. Thiết kế luôn nè cả nhà. Đồ thiết kế luôn. Đó, ren là ren nhung luôn. Phong ati quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Form rất là đẹp luôn, một bộ có 70.000 thôi nha. Chất là siêu đẹp, được kiểm tra hàng cho em. Rồi, em lên đồ thun cho mình nha. 40.000 một bộ, từ 30kg. 40.000 một bộ, từ 30kg tới 50kg mặc đẹp cho em nha. 30kg tới 50kg mặc đẹp cho em. Đây, quần là quần lỡ cho em nha. 40.000 một bộ nha cả nhà. Chất siêu đẹp cho em luôn. Chất siêu đẹp cho em luôn nha. Ai thích màu này inbox em nha. Đó, chất siêu đẹp chưa, gấu nè cả nhà. Gấu này in 3D cho em nha. Đó, phối cho em luôn nè cả nhà. Quần là quần lỡ luôn nè. Mà một bộ có 40.000 thôi. Vải không đẹp không lấy tiền. 40.000 một bộ đồ cho em nha. Thun nè. Siêu đẹp luôn. 40.000 một bộ. 30kg tới 50kg mặc vừa cho em nha. 40.000 một bộ nha, không nghe lộn nha. Đó, ai thích màu này, ai thích màu này inbox cho em mã 1. Ai thích màu này inbox cho em mã 1 nha. Mã 1 giùm em. 30kg, 30kg tới 50kg mặc vừa cho em. In 3D gấu luôn. Ai thích màu này inbox cho em mã 14. Mã 14 nha. Ai thích màu này inbox cho em mã 14. Mã 14 40.000. Mã 14 40.000 có 2 bộ nha. Rồi. Mã 15. Mã 15 màu cam là còn 1 bộ. Mã 15 40.000 một bộ. 40.000 một bộ cho em. Quá đẹp luôn. Ai thích màu cam này inbox em. Từ 30kg tới 50kg mặc vừa nha. Quần là quần lỡ cho em. Thun này là siêu đẹp luôn, khỏi nói nha. Thun này là siêu đẹp luôn. Đó. Một bộ 40.000 thôi. Một bộ 40.000 cho em nha. 30kg tới 50kg mặc vừa. Ai thích màu cam này inbox em mã 15. Mã 15 nha. 40.000 một bộ. Được kiểm tra hàng cho em. Khách nào gần shop ghé lấy giùm em luôn, ghé lựa luôn. Ghê chưa? Rồi, ai thích màu cam này, phối cam này inbox em mã 15 nha. Mã 15 cho em. Rồi. Mã 16. Mã 16 cho em. Phối đỏ nè cả nhà, phối đỏ cho em. 30kg tới 30kg tới 50kg mặc vừa cho em phối đỏ. 30kg tới 50kg nha. Quần là quần lỡ cho em. Thun nhà em là siêu đẹp. Được kiểm tra hàng cho em. 40.000 một bộ. Ai thích màu này inbox em mã 16. Ai thích màu này inbox em mã 16 nha. Mã 16. 40.000 một bộ. Từ 30kg tới 50kg mặc vừa cho em. Mã 16. Quá đẹp luôn. 40.000 một bộ nha. Rồi. 17. Mã 17 cho em. Đó. Ai thích màu này inbox em mã 17. 40.000 một bộ. 40.000 một bộ, không nghe lầm nha. Đó, 40.000 một bộ. Từ 30kg tới 50kg vừa cho em. Từ 30kg tới 50kg vừa. Mã 17 nha. Ai thích màu này thì bóc em mã 17.
Má 17 này cả nhà. Má 17 này được 3 bộ nha. Ai đứt bầu nào inbox em. Rồi. Phối đỏ nè. Phối đỏ kem ly này cả nhà. Phối đỏ hình kem ly nè. Đó. Ai thích màu này inbox em. Mã 18 nha. Ai thích màu này inbox em mã 18. Phối đỏ hình kem ly nè. Yeah. Hình ly kem này chà bá luôn. Đó, siêu đẹp kem luôn. 30kg tới 50kg mặc đẹp cho em. Một bộ. Một bộ là 40.000 nha. Quần lỡ cho em. Quần lỡ cho em nha. Rồi ai thích màu này inbox cho em nha. Mã 18. Mã 18 cho em. 40.000 nha. Chất đẹp xuất sắc luôn. Rồi. Ai thích xem hàng này thì inbox em nha. Không em xuống like nha, 8:30 rồi. Em xuống like em còn xuống dọn nữa. Là 9:30 mới được vô phòng. Con cho con ngủ cái nữa là 10 giờ sáng em dậy sớm rồi cả nhà. Sáng là 2 giờ em phải dậy rồi. Nha. 7 giờ tối là em like nha. Ai mà có như ý á mà muốn mua hàng bên em á, 7 giờ tối mình tranh thủ mình vô xem like ủng hộ em nha. 7 giờ tối nha, cũng like ở trên nha cả nhà. 7 giờ tối là em like nha. Ai mà muốn mua hàng bên em á, mình chịu khó mình tranh thủ giùm em. 7 giờ tối nha cả nhà. Còn giờ em xin xuống like nha. Em xuống dọn tối mình lấy gọi đi sáng khuya thì sớm nữa. Rồi em chào cả nhà nha. Dưới 90 cái hàng ở nhà bây giờ là dùng từ sao ta quá nhiều.
cho nên là em sẽ buông bớt. Tại dự định là từ đây bán đó cái có một tuần trước khi em nghỉ Tết là em sẽ sale hết một tuần đó, nhưng mà thôi nhiều lắm, nó dễ thương lắm em. À, đây là của chị Kim Loan Nguyễn nè, nó dễ thương mà nó sang mà nó dễ mặc đồ, thêm một đôi giày búp bê vô cũng đẹp cao nha mấy chị. Còn cái nào em lấy thấp là em sẽ bán thấp, em thông báo với mấy chị luôn. Chứ sao mấy chị nó hồi xưa giờ bán đồ 100 mấy, 200, 200 mấy, mà giờ bán cái đồ này mà không phải. Tại vì vô cái luồng hàng á chị, vô cái luồng hàng Quảng Châu về mà nó đẹp thì mình thích thì mình lấy thôi, chứ không có ai mà lấy 100, 200 mà về bán 490 nha mấy chị. Mấy chị lưu ý giùm em ha. Cái này nữa nè mấy chị, cái này cũng vậy nè. Đồ dạ chưa gửi chị, chốt em cái đầm cái đồ chị gửi cho em nhận được chưa để em kiểm tra thử nha. Quá nhiều phải chăm hết. Ừ, ta sắp cho mày rồi Thư à, ta sắp cho mày rồi, mà vô đi mày hiểu tao đi nha. Đây nè mấy chị ơi, đầm này cũng vậy, đầm này cũng 490 ngàn mấy chị đó, nhưng mà rất là đẹp nha. Hàng Quảng Châu này vải cực kỳ đẹp luôn mấy chá. Chưa chị, cho em coi lại cái váy caro Lan Anh Trần Thụy. Dạ để em coi thử, hình như em còn một cái. Mấy chị cứ bình tĩnh giùm cho em nha. Mấy chị từ từ đi, tại hôm qua có khách đến nhà cho nên đồ em giờ nó lộn xộn quá. Mấy chị chờ, mấy chị cứ từ từ chờ em. Cho mấy chị coi lại, này là áo khoác nè. Áo khoác này là 550 nè chị. Nào chưa có thì em đưa áo khoác lại cho mấy chị coi nha. Áo khoác này 550 ngàn. Đầm này là đầm caro nè mấy chị. Đó à, em lấy cái đầm vừa nãy mà cái đầm đầu tiên hả Minh Hồng Vương? À, chờ chút nha, cái này là mẫu số 2 nè mấy chị yêu ơi. Khi mấy chị mặc lên cái mẫu này thì nó rộng hơn, khi mấy chị mặc lên thì chỗ đây nó sẽ căng ra, nhưng mà vải cực kỳ co giãn nha. Cái này là đầm caro mã số 2, đầm này cũng 490 nha. Caro mã số 2 cũng 490 nha mấy chị nha, 490. Caro mã số 2 form nó rộng hơn cái đầm mã số 1, đầm vàng caro đầu. Chờ chút Minh Hồ Vương để chị lấy lên cho, để chị chút nha. Chờ chút Minh Hồ Vương ơi. Tại vì biết sao hôm qua có khách tới nhà cho nó lộn xộn hết một nồi luôn. Trời ơi, chờ chị chút. Này là áo khoác. Ôi, áo khoác 550 đẹp lắm mấy chị. Áo khoác 550 cực kỳ đẹp. Đầm này là 500 ngàn nè mấy chị. Đầm này 500 nè. Mẹ em mặc được. Đầm số 2 mẹ em mặc được. Em lì lắm chị Kim Ngon. Hồi năm ngoái nếu mà nó mổ liền thì đây nè. Đầm này cũng đẹp nè. Đầm này mẹ mặc đẹp thôi nè Trang. Đầm này là 500 ngàn. Đầm này 500 nha mấy tình yêu ơi. Đầm này hình như em còn một hoặc hai cái gì em cũng không biết đâu. Đầm này là mã số 3 Yên ơi. Có gửi đồ Yên ơi, chị có gửi đồ cho em. Dạ chị gửi đồ gì chị cứ báo ha. Chị cứ chụp hình chị báo qua fanpage giùm em đi. Cái đầm này cũng size 70-85kg nè mấy chị đẹp không. Đầm này là của thằng FF hàng Quảng Châu luôn nè mấy chị. Đầm này là 500 ngàn nha. Chị nào chốt đầm FF mã số 3 thì chốt lên giùm em. Đầm FF mã số 3 nha. Đầm FF mã số 3 cực kỳ đẹp mấy chị ơi. Đầm mấy bếp mã số 3 rất là đẹp nha. Chị nào chốt đầm mấy bếp này thì chốt lên giùm em ha. Chốt lên giùm em. Đây là đầm sơ mi cao cấp. Đây là đầm bếp cao cấp. Ồ, đầm này đẹp lắm chị Kim Loan. Đầm này mà mặc đi làm là coi như trời ơi, hợp quốc hội là chết mẹ luôn á. Đây chị đẹp không? Đẹp mà em nói thiệt với chị không, mà vải rất là cưng luôn. Đẹp mà vải cực kỳ cưng nè mấy chị. Rất là cưng. Đó, lấy cái nào. Lấy cái mới vừa rồi số 3 phải không? Phải cưng lắm. Phải rất là cưng. Lấy cái số 3 này đi.
Đang còn đau em. Mà cả mẹ chị hai còn cái vùng riêng chưa gửi. Rồi gia chồng, vùng riêng gì rồi gia chồng. Vùng riêng gì báo qua tin nhắn trong bên bay giùm chị giải quyết cho cái nick kia chưa mở được ha. À, Thanh Nguyễn. Báo qua Facebook đi rồi gia chồng ơi. Báo giùm chị đi vô đây đi. Chị giải quyết cho. Thanh Nguyễn năm này 150 nè. Nha mấy chị từ từ em giải quyết hết cho. Biêu có chậm chậm chút cũng ráng chờ giùm em cái. Biêu có chậm chậm chút cũng ráng chờ giùm nha mấy má. Em bán cái áo này cho mấy chị 70 ngàn. Em bán cái áo hàng xúc này cho mấy chị 70 ngàn này mấy chị. Chị nào dưới 75 kg hút cái áo hàng xúc này giùm em ha. Chị nào dưới 75 kg hút cái áo hàng xúc 70 ngàn giùm cho em. Hút giùm em cái áo hàng xúc 70 ngàn nha. Em còn hai cái quần nam Yên ơi. Có đầm tay dây thang thun. Nói lại tiếng Việt đây bà Nguyễn Thủy con đọc. Nói lại giùm tôi một cái nha. Đây là đầm pin mấy chị. Đây là đầm pin nha. Đây đầm pin này mà chị nào dưới 88 kg vẫn vừa ha. Có dây rút bụng ở giữa rất là đẹp. Đầm pin này thì mặc cực kỳ đẹp luôn. Và giờ coi cái giá nữa bán với ổ lòi nè. 550 ngàn đầm pin nha. Đầm pin rất là đẹp Thủy ơi. Đầm pin dễ thương lắm mà coi vải mềm lắm luôn á. Chị nào chốt đầm pin thì chốt lên giùm em đầm pin này 550 ha. Đầm pin 550. Mấy chị cứ ngồi yên bình tĩnh thôi. Em còn hai cái quần nam nè mấy chị. Một cái là size 31 chồng này. Chị nào size 31 thì hốt cái chồng chị nha. Chồng chị nha. Là em sale cho mấy chị còn 170 ngàn quần nam size 31. Còn một cái xanh đậm. Còn một cái xanh đậm là size 32 nha mấy chị. Còn một cái xanh đậm này size 32. Sale luôn cho mấy chị 70 ngàn của Nguyễn Thư nè. 70 ngàn của Điển Thư nè. Inbox lại địa chỉ số điện thoại vô fanpage nha Thư ơi. Inbox vô địa chỉ số điện thoại. Chị có đầm không dài dạ? Có cho Ngọc Ánh. Cho Ngọc Ánh nhận giùm em cái bill hàng chưa cho Ngọc Ánh. Chị nhận giùm em cái bill hàng chưa. Nhận giùm em cái bill hàng cho chị 70 ngàn. Thôi từ từ nha mấy chị. Đồ lộn xộn quá tại khách tới nhà cái thằng ra bung vậy á. Quần áo này 180. À, xanh đậm 150. Xanh đậm 150 của chị Hero Phạm nè. 170 nha chị. 170 nha chị. Có đầm phơm dài em đang lên nè. Cho một anh. Cho một anh nhận giùm bên em cái bill kia chưa. Hero Phạm 170 chị. Nhận giùm em cái bill ở dưới đó chưa cha. Hello Kỳ Anh, sao đang rồi dẫn con đi chơi mà đi đâu vô đây vậy? Nằm nếp nó cũng bình mấy chị. O hàng bơm gì khủng khiếp quá các chị ơi. Chưa bao giờ mà em thấy hàng bơm khủng khiếp như bây giờ luôn. Hàng bơm về mà lần 48 cục, em cũng hiểu nó làm sao nữa. Quá mệt. Áo này nha mấy chị ơi, từ 70 tới 90 kg. Áo này phơm nhỏ hơn nè Kỳ Anh. Áo này phơm nhỏ hơn nè. 70 tới chưa tới 90 kg. Nếu 90 kg phải tính độ co giãn. Nhận chiều qua rồi chị đẹp lắm. Cảm ơn chị. Mua hàng cũng mau nữa. Áo này 180 ngàn. Vải rất là co giãn. 70 tới 90 kg vừa. Áo 180. Chị nào chốt áo 180 chốt lên giùm em áo 180 nha. Quần nam em còn một cái. Quần nam còn cái nha mấy chị nha. Đây là cái bộ caro ngày hôm qua hàng em về. Bộ này có tổng cộng 4 size. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg mấy chị. Đây. Cái này là chân váy 2 tầng nha mấy chị nha. Cái này là chân váy 2 tầng. Kèm áo rất là dễ thương. Hello. Áo này là cực kỳ đẹp mấy chị. Áo này mấy chị mặc cái quần sò không cũng đẹp nữa. Em nói thiệt luôn á. Áo xưởng này bên em, bên nhà em mấy chị mặc cái quần sò không cũng đẹp. Set này là 280 ngàn. Mà set này em có tổng cộng 4 size ha. Set này em có tổng cộng 4 size nha. Chị Hương Nguyên áo vàng nè. Chị Hương Nguyên áo vàng 180 ngàn. Áo này vải đẹp lắm chị. Áo này vải đẹp xuất sắc luôn. Áo này mấy chị mặc cái sọt, mặc cái dài, mặc cái chân ti, cái gì cũng đẹp. Chị Hương Nguyên ơi, thoát ra inbox giùm cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Áo 180 lựa màu khác giùm em nha chị Hương. Em có nhiều màu đó, là em lựa giùm em màu khác nha. Hương
mà bắt gì hết kìa. Mày gì mà chán chết mẹ luôn. Mày gì mà thấy bắt lớn. Xếp rồi mới up hình khi nào có tối có chị. À, chị Hương Nguyên. Chị Hương Nguyên. Cho giùm em địa chỉ thì em số điện thoại chị Hương ơi. Em xuyên, cảm ơn em xuyên trắng nè. Đâu rồi? Cho coi lại váy caro chờ chút em kiếm váy caro nha mấy chị nha. À chị Hương Nguyên quận 10. Chị Hương Nguyên cho giùm em lại địa chỉ số điện thoại trong cái live, trong cái phân bay nha chị. Cho xét đó em để cho em chưa chị, để rồi chị ơi. Có maxi dài không? Chị cũng có nhưng mà giờ chị không biết hàng để ở đâu hết các em. Thành phố nè, Hương Nguyên thành phố. Xếp đùi mới up là tối có chị, xếp đùi kia chị ấy mới mua tới 400 mấy luôn. Hàng xuất khẩu như nhà xuất xưởng Quảng Châu gì đầy đủ hết đó chị. Xếp này để cho Nguyễn Thị Đụ rồi. Xếp này để cho Nguyễn Thị Đụ rồi nha. Dạ chúc chị mặc cho em đi không? Dạ. Xếp này để cho Nguyễn Thị Đụ rồi, rồi lên tiếp nha. Lên tiếp đi mấy chị, đụng gì lại đó bây giờ đồ em vậy. Bữa qua khách tới nhà cho nên giờ nó lộn xộn tụi bây em hết trơn rồi. Đóng quá. À, đầm vé thôi, đầm cũ vé hồi nãy nè. Nãy chị nào rồi coi đầm nè, em cái đầm này em có một cái thôi nè mấy chị. À dạ, cái đầm này em có đúng một cái. Một cái duy nhất mấy chị 500 ngàn nhưng mà có một cái hàng Quảng Châu cao cấp thôi. Có đúng một cái thôi nha mấy tình yêu ơi. Chị nào chốt thì chốt trước, chốt lên giùm em nha. Nó rất là đẹp luôn. Vải nó hơi bị dễ thương mấy chị. Hàng Quảng Châu nó may lên cái phơm nó đẹp lắm. Nó phơm, thực sự là cái phơm nó đẹp gấp mấy lần hàng 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 xưởng hoặc là nói chung là đẹp đó mấy chị. Đầm này thì size số đầm này thì size đầm này size dưới 82 kg nha mấy chị nha. Đầm này size dưới 82 kg. Em có cái quần hàng xúc nè mấy chị, em có một cái quần hàng xúc size này khoảng cỡ dưới 75 kg bán cho mấy chị 70.000. 70.000 quần màu xanh nha, áo trong tám còn màu gì, dạ còn hai màu. Chờ em mấy chị, chờ em áo trong tám còn nhiều lắm. Minh Hòa Vương ơi, còn cái đầm của em nè Minh Hòa Vương. Còn cái đầm của em nè cưng ơi. Nè, còn cái đầm của em nè, ok chưa? Chị ơi, đầm này mặc lên đẹp lắm gái, 409 của Minh Hòa Vương, chờ em chút nha. Chị Hương ơi, inbox cho em ơi. Inbox cho em chứ chị cho kiểu này nguy hiểm lắm. Cái tụi trên mạng bây giờ bữa nay nó ghê lắm, chị xóa tin nhắn đi chá. Xóa tin nhắn đi, đừng có cho trên này chị ơi. Tụi nó bữa nay nó canh cái Facebook của em ghê lắm chị. Chút nữa nhắn tin vô fanpage giùm em nha. Chút nữa nhắn tin vô fanpage giùm em, đừng có cho ở trên này chị. Tụi chó Facebook bữa nay nó canh mê cái live stream em ghê lắm. Lần em có làm gì chó tụi nó đâu mà nó cứ vậy. Chút inbox giùm cho em đi. Quần 70.000 của Minh Hòa Vương nè. À lộn, quần 70.000 của chị Hà Hoàng nè. Chị cho Ngọc Ánh chờ em chút nha. Chờ em chút xíu. Biết sao cái quần này cái chị kia đặt mà không có. Em sợ khách không có vừa, cái em tự xả luôn á, sợ mất công. Sợ mất công dội đi rồi cái lại dội gì à. Quần này không biết em còn không nữa, mấy chị chờ em chút ấy. Đồ này chắc like mấy ngày không hết luôn. Hà Hoàng mới gửi bill chị Hà Hoàng sáng nay. Đây là của Minh Hòa Vương 409. Quần cái đầm này mặc dễ thương lắm. Hôm qua cái chị người Singapore Minh Hòa Vương 409. Này còn là lấy kim ráng em thêm ngày nữa đi Hà Trần. Ráng em thêm ngày nữa, mai em đỡ đâu rồi mai em phi đem đi lấy bao quần về bán cho mấy chị. Tại vì cái quần tây mà của thằng Quảng Châu nó may đẹp lắm mấy chị. Ngày mai em sẽ lấy mẫu đó về. Đây, áo trong tám mấy chị, màu này là màu cà phê sữa nha. Màu này là màu bạc xỉu nè. Màu này màu bạc xỉu vải đẹp lắm mấy chị ơi. Từ 70 kg tới 90, cái áo này 95 kg cũng vừa, mấy chị mặc theo phơm gió quần rất là đẹp. Mấy chị comment giùm em áo trong tám cà phê sữa nha. Áo trong tám cà phê sữa. Chị nào chưa chốt áo trong tám cà phê sữa này chốt lên giùm em với ha. Áo trong tám cà phê sữa.
chưa chốt áo cà phê sữa, chốt cho nhà mình áo cà phê sữa 180 ngàn nha mấy chị nha. Áo này 50 nghìn, nhà áo hoa vôn 50 nghìn, cái này dưới 80 kg cũng vừa nha mấy chị, dưới 82 kg cũng vừa. Áo hoa vôn 50 nghìn, chị nào chốt áo hoa vôn 50 nghìn chốt lên nhà em áo hoa vôn 50 nghìn nha. Áo hoa vôn 50 nghìn nha mấy tình yêu ơi, 180 của Minh Hồ Vương nè. Cảm ơn giùm em áo đá đỏ.
nha, nó đã đỏ. Để em coi được cái vùng này chị vừa, còn cái vùng 70 nè. Mà em sợ chị không có vừa. Nè, còn cái vùng này nè, em chốt cho chị 70.000 nha. Nha chị cho một lần. Em sale mà em nói em sale là em sale nha. Dạ, chút xíu nữa. Châu Ngọc Ánh. Rồi em lên chồng áo cho mấy chị lựa thoải mái và tha hồ. Cho mấy chị lựa tha hồ và thoải mái nha. Adidas đàn chanh. Adidas đàn chanh 18. Nói chung là mấy cái này là size giống như em đọc nãy giờ mấy chị. 70 tới 9 là cái này là chiều chiều ngang nó rộng hơn tí. Cái này chị đặt 95-98 ký mặt vẫn vừa ha. 70 tới 98 ký vừa Adidas. Mấy cái này mấy chị mặc cái sọt sọt đen rất là đẹp. Thì mai em sẽ đi kiếm quần đó cho mấy chị nha. Cái kiểu giống như là nó may cái vải thì em không có tưởng tượng được là cái vải nó đẹp như thế nào mấy chị. Cái vải đẹp lắm. Áo đen to bao con, áo đen tờ báo con nè. Chị còn nhiều lắm nè. Anh tiếp ngồi lựa đây nè. Rồi chị nào lấy cái này là chị là 98 ký 100 ký mặc vẫn vừa nha. Comment lên giùm em áo vàng chanh 108. Comment lên giùm em áo vàng chanh 108 nha mấy chị. Áo vàng chanh 108. Rồi áo chữ màu trắng nè. Áo chữ này màu trắng mặc chiếc kaki đen tuyệt vời. Đây mấy chị ơi. Mặc chiếc kaki đen là tuyệt vời nha mấy chị nha. Đây. Dễ thương không mấy chị á? Trắng nha. Mấy chị comment giùm em trắng chữ vải đã lắm. Trắng chữ 108 trắng chữ. Chị nào chốt trắng chữ 108 chốt lên giùm em 108 trắng chữ. Vải đã lắm. Vải mặt không nóng ha. Vải cực kỳ thấm mồ hôi. Comment lên giùm em trắng chữ 108 nha mấy tình yêu ơi. Mấy chị ơi bấm nút chia sẻ giùm em nha. Chứ không mà tí xíu mà em moi quà ra là mấy chị không có đó. Ba ba lượt chia sẻ nè. Ôm em nói thiệt. Biết tay. Áo đen tờ báo còn không. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Màu trắng. Cái này là xanh mơ Adidas. Nhưng mà hồi bữa giờ em bán là em chưa bao giờ có cái màu này. Thì hôm nay nó có đúng một cái một màu. Có đúng một cái một màu thôi nha. Chị nào chốt trước là may mắn. Cái này hồi bữa giờ không có đụng hàng luôn á. Xanh Adidas. Cái này bữa giờ em không có hàng mấy chị. Nói chung là cái màu xanh này bữa giờ em chưa có cái nào luôn nè. Bữa giờ nguyên cái vải, nguyên cái lò là em chưa lụm được cái màu xanh Adidas này. Chưa lụm được cái nào luôn. Chị nào chốt xanh Adidas, chốt giùm em xanh Adidas 180.000 nha mấy chị. Xanh Adidas 180. Chị nào chưa chốt xanh Adidas này thì chốt lên giùm em xanh Adidas 180 nè. Đây. Đây mấy chị. Cái trắng này bữa giờ cũng chưa có nè. Cái trắng này hồi bữa giờ cũng chưa có nè mấy tình yêu ơi. 180 quẹo lửa mấy chị ơi. 70 tới 95, 90, 90, 95, 100 ký cũng có size nha. Áo trắng này bữa giờ chưa có nè mấy chị. Áo trắng vừa sát. Chị nào chốt trắng vừa sát chốt giùm em nha. Xanh bơ của Minh Hồ Vương nè. 180 của Minh Hồ Vương. Mấy vải này mặc đẹp quá trời luôn. Minh Hồ Vương 180. Bơ này bữa giờ chưa có luôn á. Trắng. Xanh Adidas khách lấy rồi. Nhật Vi với lại Tà Công Linh ơi. Khách lấy rồi nha. Hai chị chọn giùm em màu khác nha. Trắng vừa sát. Chị nào chưa chốt trắng vừa sát chốt lên giùm em trắng vừa sát nha. Dạ khách lấy rồi chị. Khách lấy rồi. Đây là trắng tờ báo nè. Trắng tờ báo mấy chị biết rồi đúng không. Đây mấy chị ơi vàng. Vàng này là vàng bình thường không phải vàng chanh nha. Vải hơi bị xuất sắc. Mấy cái này mấy chị mặc sọt là hơi bị đẹp. Comment lên giùm em vàng chữ nha, 180.000. Size từ 68, 70 ký tới 95 ký cũng vừa. Mà chị nào mà thích mặc ôm thì 98, 100 ký vẫn vừa. À, rồi, chị nào chốt vàng, chốt lên giùm em vàng chữ nha. Đây là trắng tờ báo nè. Chị nào chưa có trắng tờ báo thì chốt giùm em trắng tờ báo nha. Em mua 3 cái như vậy rồi mà rất lắm em muốn mua thêm. Chị nói là vải rất là ok Minh Hòa. Vải ok lắm. Đây mấy chị ơi, cam đất, cam đất. Comment giùm em cam đất chữ nha. Comment lên giùm em cam đất chữ. Chị nào chưa có cam đất chữ thì chốt lên giùm em cam đất. Ở ngoài nó sẽ màu nó sậm hơn một tí nha. Tại vô hình sẽ thấy nó nhạt hơn á. Nè đây mấy chị ơi.
trang trang nguyên những cái áo này chị nào 90-95 ký mặc đều vừa hết em, mà vải này chị coi nè, cho coi vải là vải đẹp lắm. Đây là màu cam đất, comment cho em cam đất chữ 108, cam đất chữ 108 nha. Chị nói là cam đất nha mấy chị, coi hai màu nó khác nhau rồi mấy chị thấy không. Cái này là cà phê sữa, cà phê sữa chữ, chị nào chốt cà phê sữa chốt lên giùm em cà phê sữa nha, cà phê sữa ở ngoài mặt đẹp cực kỳ đó, cam đất với cà phê sữa. Chị nào chưa chốt cái này thì chốt lên giùm em cam đất với cà phê sữa giùm em nha mấy chị nha. Cam đất chữ của chị Đặng Hồng Hạnh là dạ ok chị, nhớ inbox lại giùm em địa chỉ số họ vô fanpage giùm em ha. Đặng Hồng Hạnh nè, mấy cái màu này mấy chị mặc nó đầm ghê lắm, là 180.000 của Đặng Hồng Hạnh nè. Chị Kim Loan Nguyễn cam đất chữ nè, chị Kim Loan Nguyễn cam đất chữ. Mấy cái này mấy chị mặc với sọt, mặc với lưỡng rất là đẹp, nhất là mặc với lưỡng chín tắc mấy chị. Mặc với lưỡng chín tắc dễ thương lắm. Dạ, để lấy cam đất cho Bích Thảo Phạm. Nhớ inbox cho em địa chỉ số điện thoại vô đám này nha Bích Thảo Phạm. Cam đất của Bích Thảo Phạm nè. Chị Bích Thảo Phạm nhớ inbox cho em địa chỉ số điện thoại vô fanpage giùm em nha. Đừng có cho trên này nha mấy chị nha. Không, áo này áo nữ trà quyên à, đừng có nam mặc không có đẹp. Nam mặc lên cái mẫu nó không phải đẹp, mặc thì được rồi nhưng mà nó nhìn nó cũng còn yếu lạ lắm, tại vì nó may phơm cho nữ mà em, cho nên đừng có để nam mặc. Cái nào chị kêu nam mặc được thì được, còn cái nào không được là đừng có hốt nha, đừng hốt. Em có một cái đen chữ, em còn hai cái đen chữ này mới từ đi qua hốt giùm em đó. Em còn hai cái đen chữ nha, hai cái đen chữ. Giới nào chưa có đen chữ chốt giùm em ha. Trời ơi, đen chữ này vải đã lắm mấy chị, vải hơi bị đã luôn, cái phần in ở ngoài cũng đã nữa. Chị nào chốt đen chữ chốt lên giùm em nha, mặt bên đây hao bị buồn mấy chị, tại con đang đau bụng. Đen chữ 108 quẹo lừa 70-95 ký là vi vu, áo mặc phơm rộng cũng được và mặc phơm ôm cũng được nha. Rồi em còn đen chữ với lại vàng chữ, mấy chị lấy cái gì thì mấy chị lấy giùm em ha. Mấy chị lấy gì mấy chị lấy giùm em. Cái bộ này tối mai chị nào chưa lấy thì giờ tranh thủ chốt giùm em nha, tại vì còn có 1-2 bộ thôi mấy chị. Bộ này còn có mấy bộ à, mỗi size nó còn 1-2-3 bộ à mấy chị, nó không có còn nhiều. Em không có giỡn, á là em cái nào em nói thiệt là em nói thiệt, em không có giỡn, hoặc là em không có nói là nhiều để cho mấy chị mua ha. Đây set đùi, nói về set bên em là vải hơi bị sớm luôn mấy chị, dưới 70 ký, dưới 80 ký, dưới 90 ký và dưới 100 ký này mấy chị yêu ơi. Ngọc Tâm Lâm, chị nào chưa chốt set này thì chốt lên giùm cho em nha, chị nào chưa chốt set này thì chốt lên giùm cho em set này ha. Ngọc Trân Lâm một set nè, Ngọc Trân Lâm một set 70 ký của Ngọc Trân Lâm. Set này là 220.000 nha, 220.000 set này Ngọc Trân Lâm. Cực kỳ dễ bán, áo này 100
dễ thương không sếp? Hơi bị dễ thương. Áo này 160 nè. Áo này từ 65 tới 85 kg vừa. Rồi comment giùm em áo đen 160 nha. Áo đen 160. Áo đen 160 từ 65 kg tới 85 kg vừa, mà 87 kg cũng vừa nha. Chị nào chốt thì chốt lên giùm em nha mấy tình yêu ơi. Mấy chị nào có chia sẻ một tí xíu em sẽ bán 4 cái áo cho mấy chị. Áo 250 và ngày hôm nay em bán cho mấy chị 160 nghìn. Em hứa là em làm, nhưng mà em bán cho những chị có chia sẻ livestream nha. Đây áo sơ mi nè, áo này form không có lớn. Tí xíu em sẽ bán áo sơ mi hàng Quảng Châu này 250, em bán cho mấy chị 160, chấp nhận chịu lỗ. Em xin mỗi chị một cái lượt chia sẻ và một cái lượt xe nha. Áo này hơi bị sang nha mấy chị, sơ mi này là hơi bị sang, FF phối với bell. Tí xíu em sẽ bán áo này cho mấy chị 160, với điều kiện là mấy chị có chia sẻ, livestream của em nha. Chút nữa em sẽ nói chung là cho mấy chị cho em một tuần xả bớt hàng kho đi, nhiều quá nhiều mấy chị coi là em đổ đóng mà em không có xếp, em không có dọn được luôn á mấy chị. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho mấy chị là áo màu rêu. Đây áo màu rêu mấy chị. Đây áo màu rêu. Em có đặt hàng xưởng chị. Xưởng bên em lúc nào cũng có 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg, dưới 100 kg mấy chị. Áo rêu này bán cho mấy chị 160. Áo rêu này cũng từ 65 tới 85 kg. Chị nào chốt áo rêu vải bên em co giãn lắm mấy chị. Vải bên em vải nào cũng co giãn, hàng nào cũng co giãn, hàng sơ mi không co giãn. Cái nào không co giãn thì khi em bán em sẽ lên làng lên sớm lên cho mấy chị nha. Lên làng lên sớm chi để mà mấy chị biết đây. Chút nữa em sẽ bán những cái áo này cho mấy chị với giá như vậy. Việt Nam nói là làm nha mấy má. Đây là cái áo 250 này, em còn đúng một cái. Đây là cái áo 250 ở Phương Bay á, nó được một cái như thế này nè mấy chị. Ở Phương Bay á, áo rêu của Phương Thảo quận 8 là 160. Ở Phương Bay mà chị nào mà chia sẻ là nó hiện lên người chia sẻ liền mà mấy chị. Phương Bay nó hay vậy đó. Áo rêu của Phương Thảo quận 8. Thiệt á. Trời ơi, tôi không biết, tôi trời có thương, tôi lấy lại cái mic xong rồi tôi đau khổ quá, đau khổ, tôi có làm gì ai đâu mà. Máy má cứ chơi tôi hoài vậy trời. Áo rêu 160 của Phương Thảo quận 8 nè. Vải hơi bị đẹp đó Thảo. Vải này mặc sướng lắm luôn á. Cái áo này là mấy chị là 250, bây giờ còn đúng một cái. Em sale cho mấy chị còn là 200 đây đây. Nhưng mà dễ thương, áo này mà chị nào khoảng cỡ 80-90 kg thì em nghĩ nên mặc. 70-75 kg mà đậm đậm người tới 90 kg thì nên mặc áo này. Áo này mấy chị mặc dưới quần sọt rất là hay. Nói chung là áo này hay lắm. Rồi chị nào lấy comment giùm em áo hồng nha. Chị nào chốt áo này comment lên giùm em áo hồng. Còn nếu bữa nay không bán được cái này nữa, để lại để dành mặc hai cái áo hồng. Em có một cái quần dòng eo 100 này bán cho mấy chị với giá 100 ngàn luôn đi. Em có một cái quần 3 ly dòng eo 100 vải không co giãn. Vải này không co giãn cho nên mấy chị tự trừ hao cho em nha. Đây vải không co giãn 3 ly 98 bán cho mấy chị 100 ngàn. Chị nào chốt 3 ly tím chốt lên giùm em 3 ly tím 100 ngàn với. 3 ly tím 100 ngàn nha mấy tình yêu ơi. 3 ly tím, 3 ly tím. Em rơi cho đủ mấy cái áo chúng em bán sale cho mấy chị mà. 3 ly tím mấy tình yêu ơi. Tình yêu nào chốt 3 ly tím thì chốt lên giùm em 3 ly tím ha. 3 ly tím, 3 ly tím. Chị nào chốt, chốt lên giùm lại em nha. Em có một áo chè neo dưới 73 kg đẹp không mấy chị? 220 ngàn. Dưới 72-73 kg. Chị nào chốt dưới 70 kg vào thì nó sẽ đẹp hơn. Chị nào chốt chè neo đá 220 ngàn chốt lên giùm em. Còn có cái bán mấy chị 200 chè neo đá. Chè neo đá nha, còn cái bán cho mấy chị 200 ngàn luôn cho nó hết hàng ha. Cho nó hết hàng chè neo đá nè. Chị nào chốt chè neo đá chốt lên giùm cho em chè neo đá. Bupuri này là 490 nha mấy chị nha. Bupuri đầm này, đầm phân su này 490 mặc không thấy bụng ha. Bupuri 490. Chị nào chốt Bupuri 490 thì chốt lên giùm cho em nha. Cái này đẹp nè. Cái này là mấy chị không mặc tết, mấy chị thấy em mặc là mấy chị thấy cái cảnh. Từ 65 kg tới 85 mà dưới 90 kg cũng vừa nha mấy chị nha. Hơi bị xuất sắc luôn á mấy chị. Kiểu này là em nói thiệt, nếu mà chị mấy chị miền Bắc hay là mấy chị miền Trung gì mang thêm đôi bốt cao cao mà bốt lưng ngon, bốt mà bốt cổ ngắn á thì hơi bị xuất sắc mấy chị yêu ơi. Cái form nó hơi bị đẹp đó, dài tới gối cho mới dài ngắn nha. Rồi chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em.
đằng này bán cho mấy chị với giá là 320.000 đằng này, 320.000 đằng beo đen nha. Chị nào chốt beo đen thì 320.000 dùng cho em với. Em có một cái đầm sơ mi trắng form lớn mấy chị. Form này là khoảng cỡ chín, khoảng cỡ từ 85 kg tới 100 kg cũng vừa nha. Đầm sơ mi trắng form lớn. Đây, đầm này hồi bữa mấy chị giật giật xong cuối cùng cái, nói chung là một người giật được, còn tập lâm người không giật giật được. Cuối cùng cái chị giật được thì lại xả cái đầm ra là em bị tồn cái đầm này với lại một cái đầm nữa. Đấy, bị tồn á mấy chị. Rồi. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em. Đầm sơ mi này nhiêu ta? 250.000. 250.000 đầm sơ mi trắng form suông, form lớn nha mấy chị nha. 250.000 form này là dài qua gối nè. Đó, form này dài qua gối. Nó chỉ có làm tổng cộng là 3 cái nút thôi. Nó làm 3 cái nút, còn mấy chị muốn thêm nút dưới, nút trên thì tùy mấy chị ha. Tại vì cái form của nó là 3 nút là em sẽ bán giống như cái đầm vậy chứ em không có định vị nút nó được nha. 80, 83, 84 kg tới 100 kg vừa vùng nút. Chị nào chốt vùng nút chốt lên giùm lên em nha. Lên tiếp tục nha mấy chị. Đây là đầm riêng, đầm yếm riêng. Chị nào muốn coi đầm yếm riêng thì báo lên em cho mấy chị coi nha. Rồi bên đây chúc em xếp em trẻ coi nè. Đầm yếm riêng mấy tình yêu ơi, chị nào chốt đầm yếm riêng thì chốt lên giùm em ha. Rồi bây giờ nè, em bán sale hai cái áo sơ mi nè. Bán sale hai cái áo sơ mi cho mấy tình yêu nè. Trước khi bán sale bán cái áo nè. Mấy chị ơi, áo beo nha. Mấy chị coi nè, áo beo Fila. Áo này chị nào dưới 85 kg là mặc rất là đẹp. Ở trên đây có xỉ nè. Ở trên đây có xỉ nè, rất là đẹp. Khi mấy chị mặc lên nó hở hở cái vai vậy mấy chị. Xếp đùi áo sơ mi chị đăng hình có chưa? Dạ tối có thì hãy không. Tối có chị muốn lấy size dưới 70 kg hay dưới 80 kg chị comment vô bài giùm em cái đi. Nhưng mà chị hãy không nhớ cho em địa chỉ số điện thoại trong tin nhắn phân bay giùm em cái nha. Tụi nó cứ mê cái nick em hoài chị. Mê nick mà nick em là hacker nuôi luôn mà cuối cùng em cũng bị bung nữa. Dưới 85 kg vừa, từ 65 tới 85 kg vừa. Áo đá beo này bán cho mấy chị với giá 200.000 đá beo. Chị nào chưa nè, bây giờ em bán hai cái sơ mi cho mấy chị 160 này nha. Nhưng mà size này dưới 70 kg nha mấy tình yêu ơi. Size này dưới 70 kg, sơ mi này là hàng Quảng Châu ha. Lên đầm form dài, dạ ok, xong này em lên đầm form dài cho chị. Nãy giờ em lên đầm là đều là form dài qua gối hết đó chị Châu Ngọc Anh. Nhưng mà hơi cao. Chị chờ em chút nha, lên giùm em lại chiều cao tăng nặng đi chị Châu Ngọc Anh. Áo sơ mi dưới 70 kg bán 160. Cho những chị mà hiện lên chịu khó chia sẻ livestream. Đây nè. Cho chị coi quần ống bát là chị Thịnh Võ. Em cho chị Thịnh Võ coi quần ống bát này nha. Cái quần này là form đơn giản nè. Dưới 75 kg là vừa hết nha mấy chị nha. Đây, quần này là form đơn giản. Nhưng mà vải rất là đẹp mấy chị yêu ơi, 270. Quần nào vải co giãn cũng đẹp hết, 270.000 quần ống bát đơn giản. Áo sơ mi trắng đen trên đùi chị. Áo sơ mi trắng đen là trên đùi. Này hả Minh Tâm? Không, cái này là chị Nhung Nguyễn chốt trước nè. Chị Nhung Nguyễn ơi, em chưa thấy chị Nhung Nguyễn chia sẻ bài viết nè. Nhường cái này cho Minh Tâm nha. Dạ, chia sẻ bài viết đi, mua bán áo này 160, chị áo này 250 rồi. Minh Tâm nha.